Rồi xuống. Rồi xuống xả le lên. Ủa sao mày cho hai mâm vậy bà Diên, nữa đi. Ủa xeo hai mâm là không xeo đi, tắt đi ngủ nha. Mở này chưa xong nè chị. Rồi cái này chưa xong bỏ con bên nè, bỏ vô nè, ok la nè. Hello nè. À, cách vô là xin hình chụp nha, chụp với tôi hên lắm đó, trời hên lắm luôn. Chụp với mấy người vừa, người thường không? À, rồi đẹp nè. Trời ơi, rồi lên đi con ơi. Em sell cho 3 mâm, 4 mâm, 5 mâm. Sell cho 900 một gam, 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 2 một gam. Ồ, đẹp chưa? Mấy bạn hãy nhức cái nách chưa? Có dây luôn em mấy chị ơi, có dây nha. Em đang lên đồ lẻ số lượng. À, đẹp giả mang chưa trời. Hello. Dạ. À, đóng cửa toilet lại con chút xíu à. Đâu đó chuẩn bị sẵn sàng đâu đó, hay lên live chụp nữa con. À, đeo vàng cho đẹp đi, mặc đầm vợt cũng được nha, đầm 500 ngàn. Đầm 500 ngàn, trời. Nó dài lắm nghe mấy chị, nó như ngoài biển đó. Nó giống như bây giờ em đang ngồi ngoài biển Phú Quốc đó mấy chị ơi. Rồi em xả nè. Xeo 4 tắc 2 dây mì kim cương, xeo cho 4 triệu, à, 1 triệu 2 1 gram. Rồi cái này bé lên xeo, tao nói nghe, xeo sập sàn xô bích. Dạ. Chú Long. Béo lắm, mập lắm, bây ba mày hỏi sao ba mày 92kg đó. Rồi mày muốn trở lại cái thời 100kg vậy đó Hào ơi. Thôi, bỏ giùm mẹ đi, coi làm cho em ốp giùm mẹ đi. Ơi, bỏ đi nghe, thật mày 100kg bây giờ mới ốp, tao mới mừng đó. Đây mấy chị, dây kim cương, tôi bán đồ đẹp nhất hệ mặt trời nha. Vô đông đông tôi đi trời. Ủa vụ gì mà người nổi tiếng dưới miền quê mà coi live stream có 400 người vô trời, vụ gì? Dạ chị, xuất sắc luôn em. Em sell cho giá 1 triệu 2 một gam nha, ai bỏ lỡ tiếc giùm em lên đơn. Dạ tùy mẫu, tùy kiểu, tùy giá, tùy đồ chứ ơi. Rồi chốt sell cho 1 triệu 2. Dạ, sell cho 1, 2, đẹp chưa mấy chị gái? Nhức cái nách không đó. Em ơi, check inbox không? Rồi đây em chú tình yêu Nguyễn Hồng Văn. Dạ nó có nhiều mẫu, nhiều kiểu mấy chị. Ồ đẹp chưa? Trời ơi mấy chị ơi. Im không nghe mấy chị. Im không nghe mấy chị. Nè đồ bi đồ nè, xem 1 triệu 1, 1 triệu 2 đồ nè. Trời ơi. Lắc bi nè. À lắc bi kim cương xem cho 1 triệu 2 nè. Trời ơi nhiều nhiều cái chơi lắm nha. Chút xíu ký sao không? Chút xíu ký sao. Xuống lại chịu luôn ký sao, hôm nay kiểm sổ em đi. Đổi cùng loại lỗ phần trăm y vậy. Đổi khác loại cộng 5%. Dây mì kim cương, cái số này là số da gắn nghe mấy chị. Trời ơi, 11 triệu 800 em sell cho 1 triệu 2 1 gam. 9 triệu giùm em, dạ con lớn. Hồi sáng em ngồi trên máy bay á, cái anh Hào nó hỏi mẹ, em kêu Hào đi mua cho mẹ ly phê đi Hào. Cái hai cô kia với chú kia nhìn em giật mình. Nói trời ơi, vụ gì vậy trời, nghĩa là giống như nhìn hết hồn á. Thằng này mà nó kêu nhỏ này bằng mẹ, y gan vậy đó mấy chị ơi. Em chốt đơn cho giá 1 triệu 2 1 gam nha. 9 triệu giùm em sợi dây này. Dây này ở ngoài nó rất là đẹp nha cả nhà. Ngoài nó rất là đẹp đó. Trời ơi, dây mì lắc bi kim cương loại lớn nhất luôn giùm em. Em có một chiếc duy nhất. Có đồng trang tăng đưa resize. Rồi em sell cho tình yêu Ngọc Thanh, mã số 9. Sell giá 1, 2. Rồi chốt. Sell đầu hoa. Sell giá 1 triệu 2. Trời ơi mấy chị ơi, 1 triệu 1 triệu 6 1 gam em sell cho 1 triệu 2 50 23 triệu 560 nghìn. 23 triệu 560. Dạ đó. Ni này nó có toàn tan tăng đưa resize, trái bi 10 ly, 11, 12 ly. 29 triệu bây giờ còn 23 triệu 500 sell cho 1 triệu 250 nghìn. À, nó có toàn tan tăng đưa nghe mấy chị. Ồ đẹp chưa mấy anh, lên tay nè. Bi này là bi kim cương mấy bà, đeo không bao giờ cũ nha. Không bao giờ cũ. 23 triệu 560 ngàn sell giá 1 triệu 2 50. 23 560. Dạ có kìa. Rồi đi vô trong đây đi, cục gì. Ô mà Mai Liên ơi, Mai Liên đó con. Bệnh gì nó ơi, rồi đi kêu ông Trăng nó con chạy setup cho chị với chị yêu chụp đây cái con. 23 triệu 560. Ok chế qua liền với chế nha. 23 560. Trời ơi chiếc nhẫn này em sell cho 1 triệu ngàn. Nhẫn em sell cho 1 triệu.
Rồi lắc bi tôi sale luôn cho 1.200.000. Bà nào mua nhanh được giùm tôi nè. Rồi em chốt lắc cho mấy chị 22.700.000 nha. Sale luôn cho 1.200.000 đó, 22.700.000. Lắc bi 22.700. Rồi nhẫn em sale trong 1.000.000 này, y chang như phòng chủ hộp cao cấp. Chủ hộp cao cấp nha, ca này là em bán đồ lẻ sai. 6.900.000. 6.900.000 sale 1.000.000. Set up đâu đó đàng hoàng đi chị ra cái mày ơi. 6.900.000 giùm em, trời chiếc nhẫn đẹp lắm mấy bà ơi, vô đông đông giùm tôi đi trời. Rồi Lê Quang nè. À, lắc tay đang đeo là lắc to nhất luôn em, 22.700.000. 69 Lê Quang. Rồi Linh Linh mã sao 69 hết. Lắc tay gần 30.000.000 nè. Lắc tay gần 30, bây giờ tôi chốt cho mấy bà chỉ có 22.700.000. Set up đâu đó đàng hoàng à, đàng hoàng con ơi. Trời ơi, dòng mo nè. Ni tay 48, 49, 50, 51, 52 đeo dừa. Sale dòng mo đều cho 1.200.000 một gam kèo thơm. Rồi chốt giùm em là 10.500.000. Em có đi tay 48, 50, 52, 10.500.000. Lên, thôi trong chờ. Mấy chị, đợi em cách. Ok, 10.500.000 tình yêu. Mai mốt là hôm mà chụp lại nhanh gọn lẹ chuẩn đẹp con. Đang có thời gian mà còn chụp cũng đẹp xử mày đó. Rồi ok tình yêu Phan Thị Thúy 10.500.000. Trời lắc tay nó đẹp nè mấy chị. Tối chốt nhận đồ chưa về chị. Ủa tài xế đem có gửi đồ về chưa con? Một cái cục màu trắng á. Cục màu trắng là chị lay rồi. Em cắt ra đi, cục màu vàng để lại. Là em cắt ra đi, bữa nay ngày mai mới lên đơn đẹp chị gái ơi. Ủa nhưng mà em cắt một cục thôi nha. Cắt màu trắng á. Màu vàng là để lại chị. 22.700.000 cho tình yêu Khánh à. 610 bắt đầu chủ nhật là like. 22.700.000 này, từ từ đợi tao chút xíu nữa tôi lỡ tay cái mày ơi. Ủa 10.500.000 lấy gì vậy mấy bà? Mấy chị ơi 10.500.000 lấy gì vậy? 22.700.000 sale giá 1.200.000 nè. Dòng đinh hả? Dòng đinh có từ từ em lên. Đồng hồ thời trang nhỏ kỹ đi du lịch chơi mấy chị, từ từ đi mấy chị ơi. 10.500.000 lấy gì quên bà nó rồi mấy bà. Trời ơi đền mày nghe dư thiếu là đền đó. Không dư cũng không thiếu, phải chuẩn cho tôi. Ủa gì hả? À, của tôi vậy là tao phật đâu. Rồi em chốt vào dây mì, ai sorry mấy chị. Dây xoắn vuông kim cương 4x2, 4x3. 1.500.000 một gam em sale cho giá 1.200.000. Dòng mo nè con ơi, dòng mo nè con 10.500.000. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi với bà, xin lỗi. Mới ăn cơm gà với ương ly tàu hủ đá rồi mập luôn rồi. Form lớn á mấy chị, form 50 mấy triệu tôi sale cho 1.200.000. Trời ơi cũng dây nó đẹp tuyệt vời luôn nè mấy bà. Nhớ nha, dây nhà em là mấy bà cắt được nói được luôn giùm em. 36.200.000. 36.200.000 sale giá 1.200.000. Dây sóng vuông kim cương. Ai bỏ lỡ tiết nha. Ai bỏ lỡ tiết nghe gì Mỹ ơi. Em đang đây. Mẫu bắt đầu là ngày mai cho chị một cái bản kê chi tiết nha mẫu. Cái nào có trong bản kê đó chị chi, không có chị không chi nha. Rồi ok, Bích Thanh Giang với lại Dân Nguyễn hết. Đẹp tiếp sale cho 1.200.000. Đẹp tiếp sale cho 1.200.000. Sale biết lời lỗ luôn. Nếu mà sale 1.200.000, 50.000, 1.300.000 là có lời. Sale 1.200.000 chưa chắc có lời. Rồi em chốt đơn cho. Quá trời rẻ luôn mấy chị, bình thường mua 17.500.000, bây giờ sale còn 14.255.000. À, Thí Nguyễn Thị Thanh xin chào, chúc cái đầm día cho tình yêu cẩm dân. Với lại nói nghe nè, đồ tôi máng trong đây nhóc hết trơn nè. Ai chốt cái đầm này lấy 10.000 tôi tặng liền luôn, tôi đi từ thiện, nhanh lên à, mấy chị. Giống như mấy bà tích đức vậy đó nghe mấy chị, em mấy bà đừng lo. 14.255.000, Thí Nguyễn Thị Thanh ơi, có ai ấy em chưa? Sorry hôm qua em điện chị mà chị lo đi chụp hình chụp ơ đó. Cái chị làm clip làm ơ đồ cái về chị mới thấy.
14.250.000 sale 1.200.000. Không liên quan nhưng mà đẹp lắm nha. Cảm ơn gái. À, cảm ơn cái yêu, cảm ơn. Rồi ôi vòng tay. Ni tay 50, 51, 52 đều được dòng xoay. Em sale cho 1.000.000 đồ bi nha. Đồ bi, đồ đặc biệt đó. Để như à, bữa nay bệnh dưới nước biển đó rồi, không biết nữa, bệnh rồi. Rồi chốt giùm em sale cho 1.200.000. Ok. 43.150.000 mình sẽ đem như thế này cả nhà. Hàng độc nha mấy chị, hàng độc nhưng mà bán giá yêu thương cho nó 50, 51, 52 đeo dừa, em sale cho 1.000.000. 43.150.000. 43.150 em sale cho 1.000.000 nha. À lắc bi hả? Coi lắc miên nhiều hả gái, lắc nào cưng, lắc nào cưng yêu. Rồi vòng tay đi tay 48, 50, 52, 54 được giùm em. 55 bông trang đeo dừa luôn em, bi kim cương hai lan sale luôn 1.200.000. Trời ơi, bán mấy chị là giá ngủng ngang cuộc đời đó, giá bữa nay là xả không đó mấy chị ấy yêu xinh đẹp. Rồi em chốt đơn cho 31.500.000. Quỳnh Thanh Tiền giả xuất hiện hả? Dạ đúng rồi, tao kệ đi mấy chị ơi. Bây giờ nó xuất hiện cho nó xuất hiện nếu bà lưu ý giùm em nha. Nha. Dạ Giang Ý bán lỗ 25, đổ lỗ 15 là hàng nguyên, hàng hư là 20-30. Còn đeo trong vòng 1 tháng đổ lỗ 10 bán lỗ 20. Đây em có lắc ban. Mấy chị mua này mấy chị đâu có lỗ tiền công. Thay vì mình mua kim phải lỗ công, lỗ vàng, lỗ hộp. Em có một cái lắc ban đồ ra, giá hơi bị hòm nha. Em sale cái giá 1.200.000. Vàng gì mà lỗ dữ hả? Trời ơi mà mua cho các lỗ tới 30, đây lỗ có 20 mày giữ đâu mày giữ. Hiền muốn chết. 10.720.000 sale giá 1.200.000 ban đồ ra. 10.720.000 sale giá 1.200.000. 10.720. Tập trung đừng nói chuyện con ơi, tập trung con ơi, nói chuyện hoài. À, cái này mấy chị dụ đi tay lớn nhỏ gì mấy chị thêm tăng đưa toàn tan resize giúp em nè. Em sale cho giá 1.200.000 một gam, hàng bao đẹp, giá bao tê tái luôn giùm em. 1.200.000. Dạ, rồi chốt 10.720.000. Rồi vòng tay chốt em 31.488.000 sale giá 1.200.000. Đi 3 ngày chưa tới đâu Trúc Duyên ơi, 3 ngày chưa tới chị gái ơi. 3 ngày pin chưa tới được đâu. Ôi ôi, như mì kim cương bánh ú sáng quá trời luôn, sale 1.200.000. Thả tim cho cái sự sale mạnh mẽ của bé đi nha. Việt Nam 7 ngày 10 ngày, nước ngoài 1 tuần 2 tuần giúp em. Nhà em ưu điển ha, làm lâu với mấy chị mà đồ đẹp. Làm lâu, làm bill lâu đồ đẹp, nhân viên hơi mở ngoặc đóng một kép hơi khùng chút. 10.564 bốn tắc 2 mì kim cương bánh ú sale giá 1.200.000. Em nói rõ luôn nha. Dạ đồ thì chắc ăn là đẹp. Giá là chắc ăn bao tê tái. Phần trăm là kinh tế nhà em là đứng đầu nha. Nhưng nhân viên nhà em là làm rất là tào lao. Cái nào nói trước nghe mấy chị để mất công mấy chị sẽ này kia kia nọ. Em chơi nó thẳng luôn à cho nó dễ. Cái gì mình thẳng đi cho nó dễ mấy chị. Rồi dây là 10.500.000. Rồi chốt sale cho 1.200.000 đất tay. Em ở Long Xuyên, An Giang, có ship toàn quốc toàn thế giới trừ Campuchia. Với khạp Khun Kha. Dạ mắc cười lắm. Mấy cái nước gần gần mà đi không được, đi mấy nước xa, Đức, Áo, Hà Lan, Mỹ đâu đi được. Nó xàm dễ sợ luôn đó mấy chị. 10.500.000 tôi chốt cho ai đây? Sale cho 1.200.000. Yeah, rồi lên lẹ đi mấy chị ơi. Dòng đang đeo 43.150.000 sale cho 1.000.000, ni tay 50, 51. Dạ, yeah, cha em có 52, 4 sale mà không bây giờ có gì lên đó chị yêu. Dây trời trời, ủa. Hey, SOS, vụ gì vậy trời? Mì kim cương bánh ú, em sale có 1.200.000 gam. Dây này hôm nay mấy chị mua giá trên 1.500.000 một gam, không có sớ bánh ú đâu nha cả nhà. Đeo rất là bền, em cho trà lết quét xám hay đánh lộn cũng đứt nha. Ngắt đứt, dạ, yeah, ngắt đứt, nó gì đó. Sale cho 1.250.000, 1.200.000. Dòng mai em chốt cho 1.100.000, ni tay đang cầm 48, 50, 51 đeo được. Nha, ni tay lớn hơn, nhỏ hơn, chỉnh sửa vô tư. 22.880.000. À, 22.880.000. Không có bông đổi qua kiểu khác đi chị gái, ngày mai có like nữa chị gái ơi. À, qua đi đổi lê cái đi cưng, bên chị giao lỗi bên chị cho đổi ngang mà. Hai đầu lo. Nha, hôm qua có nói rồi mà gái. Ni tay 48, 50, 52, 54. 22.880. Sale cho 1.100.000 một gam. Nó giả em đến không? Nó giả em rất là nhiều nha. Mấy chị lưu ý giúp em. Rồi em chốt lại tình yêu nào đây? Bà Liên Liên. Liên Liên 2288 Liên Liên. À, rồi chốt. Rồi em chốt cho hôm qua là em đừng có bỏ bọc nha dê mẫu ơi. Hôm qua là không có để đơn giá, không có làm kịp tại có ông hậu chị không có làm kịp có. Rồi bé Vinh hết. À, em có sợi dây 2 tầng, 3 tầng Gucci. Một mình bé seller của nhà em có. Ở trên đây là dây bản ép kim cương.
Dạ, ở đây là một dây cong với một dây khúc, 3 tầng có toàn ten tăng đưa, 4 tấc 2, 4 tấc rưỡi thêm tăng tơ đoàn ten thêm chút xíu, xe 1,2 triệu. Lên cổ là gì nè mấy chị? Mặc áo thun, áo sơ mi, áo đầm nha. Cái này ở chuồng cũng đẹp luôn, uy tín 100%. Em xe cho giá 1,2 triệu. À, gửi hàng bị gỏng đây đó, giữa giùm chị được không cục viền ơi. À, 16,740,000 xe giá 1,2 triệu. Mẫu ơi, chị nhắc lại nè. Em nói với bạn nào đăng cái bản sót đơn mỗi ngày lên là cũng phải đăng luôn, một là cái clip làm ni của chị ngày nào cũng phải đăng, đăng cái clip màu trắng, đừng làm clip màu đen, tao xấu quá, tao hô, tao bị thẹo. Đăng cái clip mới nhất không đăng, tự nhiên đăng cái kia trời nhìn tôi xấu với bà ơi, đó 48 kia đó, ờ, hồ hấp à. Còn không thì đăng cái bản cái thước đó, cắt thước đo ni ngang, đăng cái hình lên vẫn được, chung với cái bản sót đơn nó đăng một cái album một thôi, à, là hai cái luôn mà em. Rồi dây chuyền mới dinh chốt đơn giùm em, 16,740,000. 16,740,1674. Em sale cho giá 1,2 triệu nha. Nè mấy chị, đẹp giả mang chưa? Đó, nó 3 tầng luôn rồi em. Dòng em đang đeo là đi tay 50-52 nè mấy chị ấy. Hồi sale có 1,2 triệu gam thôi nha. Quá trời dễ thương, có màu trắng bà ơi. Tiền ơi, da đẹp lắm tiền. Hàng độc trên thị trường, đụng cổng này, hàng của đền bà 10 tỷ hết ba tiệm vàng luôn. Rồi, đăng lửa cái clip mà người ta chưa có trưởng thành mà nó đăng cái clip còn hôn hấp thôi trời. Rồi ok, xem 1,2 triệu. Cảm ơn Bùi Hinh Tiền, tôi chịu vậy đó. Rồi vòng tay trong set bộ sẽ lẻ ra bán luôn giùm em nè. Đây là set bộ đúng không? Rồi bán lẻ luôn đi. Rồi em có 3 cái dòng này, em sale đồng giá 1,1 triệu. Sale đồng giá 1,1 triệu, một cái dòng bông mai, một cái dòng vuông, một cái cánh thiên thần luôn mà em học Amaro. Rồi sale cho 1,1 triệu, đi tay nhà tôi chỉnh sửa đi tay được. Từ đi 48 tới 55 là vô tư nha. Ai tự đi 48 tới 55 là vô tư, 14,500 xe chân 1,1 triệu. À, tài quyển tôi để mã sao, tôi nghe là tiền ơi sao tiền. Đồ hôm qua em về đấy, bữa nằm lên đơn với chị hôm qua là đồ có số lượng, hôm nay đồ không có số lượng, nhưng mà em hàng đẹp luôn, mà em chuẩn. Chuẩn không cần chỉnh, nghe mấy chị gái, xe chân 1,1 triệu nha. Lên, 144. 14,400 xe chân 1,1 triệu. Hôm nay mua giá 1,450,000 để mua được đó, chứ làm gì có giá này. Không bao giờ có giá này đâu mấy chị ấy. Không bao giờ em sale trong 1,1 triệu. 14,400. 144. Lên cộng với chiến cuộc ngang cái này có hàng ai đứa nào cắt cái cuộc cái này hoài nha bây ơi. Đứt tay đứt chân chị hết trơn. À, 14,400 còn không á. Rồi em có. Ê vàng gì. Ê ê ê. Lấy cộng với chiến lại đây. Sách vàng tôi đâu. Ông nội. Lên đây nội. Trả lại. Đưa cộng với chiến lại thôi. Đưa vàng không có tay, không có bị đường kẹp. Trả đây. Ờ à, nó hẳn cho dễ đừng buồn nha. Ờ đó con, lấy cộng với chiến đi, mày đi đâu hả? Ờ, mà sách đi tẹt tẹt cũng được, tao nói trước cho đỡ ông nội ơi. À, 36,200 này chốt chai rồi. Rồi, 14,50 đó bà ơi. 14,400. Lỡ vô 14,5 là nó đó, nè con. Rồi đây, 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 khỏi luôn, rồi khỏi luôn, cảm ơn luôn, quẹo phải luôn. Rồi, em có một cái sợi dây, thẻ nam 5 tấc rưỡi, 6 tấc dùm em bao đẹp nè mấy chị. Nó là hình chấm bi đưa các laser luôn mà em, hai mặt của nó là hàng cao cấp. Em sale cho sợi dây này hàng excellent luôn mà em, đường móc của nó là móc excellent, móc xuất sắc nha. Sale trong 1,2 triệu. Trời ơi, 5 tấc rưỡi, 6 tấc, chốt dùm em 42,720. 42,72 á, chị nào chuyển cái đồng, chuyển đủ receipt. Dạ mặt lặn thôi, có mồ hôi của sự cam chịu nha. Sự cực khổ, sự dễ thương. Rồi em chốt cái chế hoài tâm. Nhớ nghe nữa, 9 giờ gửi 18, 12 gửi là sòn. Tối là ý em sẽ có đi ra cho mấy chị là em chia ra 3, 5, 7 là đồ lẻ số lượng. Còn 2, 4, 6 là đồ có số lượng gì đó. Rồi chủ nhật up 4,2,7,2 hết. Rồi chế tâm 20,80 em sale cho 1,1 triệu. Trong set bộ sẽ lẻ ra bán nha cả nhà, 22,880,000. 22,880,000 sale giá 1,2 triệu. Ok hết. Dòng đang đeo cái đầm chuyển khoản chưa con ơi, mấy chị nên nhớ nha. Và mặt đầm 500,000 mà đeo hột sòn dinh tiền tỷ vẫn đẹp hơn cả nhà. À, để dành tiền mua hột sòn đeo, vàng đeo nha. Rồi chốt, rồi em chốt tình yêu kim lý lên. Rồi chốt đơn 22,880,000 xe cái giá 1,1 triệu. Rồi bé dinh hết, quá trời đẹp luôn tôi nè. Nhất cái nách chưa, nhất cái nách chưa. À, cạo hai cái nách đen thui bầm mình chưa. Rồi em xe con cho 1,1 triệu. Rồi chốt em 24,700. 24,700. Em có mấy cái sợi dây cu dê nè, em sale đồng giá trơn 1,1 triệu nè.
cái kiểu mà em đi lấy chồng về nơi xứ xa đó, bán kiểu nhẹ nhàng vậy đó. Nhưng mà thôi ở lại không có dám lấy chồng nữa. Đây có ăn dao chứ không gì chừng á. Đây. Trời ơi em có sợi dây giọt nước là đẹp tuyệt vời chứ. Trời ơi đẹp tuyệt vời, em sell cho 1,1 triệu tuyệt vời. Không cần đeo sòn á chị. Tất cả nước si hoặc Amaro đó là hàng cao cấp hết. 4 tắc 2. Rồi em sell cho giá 1,1 triệu dòng này chứ 24,700 á chị ơi. 1,5 triệu một gam em sell cho giá 1,1 triệu. Ni tay em đang cầm này tay 50-52. Chỉnh sửa ni từ ni 45 tới ni 55 được nha cả nhà. 24,700 lên. Đồng hồ tuần sau em mới về nha, tuần này em hết sạch rồi. 24,700. Sell cho 1,1. Ồ đẹp mấy chị ơi, mấy chị ơi ha. Và bạch kim 750, tại mình mua giá thị trường, mình mua giá bán lẻ, mình mua giá dinh là nó còn hơn giá bán sỉ nè. Mình đang mua giá buôn. Và bản thân em cũng nói những chị sỉ vẫn không mua được giá tốt như các chị. Thiệt luôn nha. Ví dụ sỉ em lời 50.000 ra, mấy chị em lời có 20 thôi. Cho nên sỉ vẫn thua mấy chị đó. 24,700 lên. Rồi dây chuyền bì kim cương bánh nú em sell giá 1,2 triệu, chiều dài 4 tấc 2, 4 tấc 3. Mập như em 53-54 kg. Dạ chắc mới ăn hộp cơm gà với lại ly tàu đá chắc lên ký rồi. Lên rồi mấy chị. Dạ em cảm ơn chị Thủy Ngọc. Em sell 10,566,000. 10,566,000 em sell cho 1,2 triệu một gam. Và lên dây sẵn 45 gam phải không? Rồi để em lên. Dây 5 thẻ hết trơn rồi chị Hoài Tâm lấy rồi. 10,566,000 sell giá 1,2 triệu. Rồi chốt. Em có dòng ban. Dòng ban mềm ni tai 48-50 một ni tai 48-50 em không có chỉnh sửa cắt ni được nha. Em sell cho cái dòng ban mềm khóa LG này em sell giá 1,2 triệu. Sell giá 1,2 nha cả nhà. À rồi em chốt cho Lâm Phan 10,566 sell giá 1,2. Rồi em chốt tình yêu Minh Hằng 10,566 em để mã sao chốt hết. 17,15 em sell cho 1,2 triệu. 20,580,000. 20,580 em sell cho giá 1,2 triệu. Ni tai 46, 47, 48, 49, 50, 51 đều dừa. Kèo thơm sell cho 1,2 triệu. 20,580. Nói với thằng Mẫu ơi. Cái này nó bị hư nghe cưng. Rồi dòng ban 99. Cái gì cái nói với anh Tài ngày mai sửa lại cái này mình chị nè. Không có ra giấy được cưng ơi. Không có ra giấy được. Khánh Ngọc là mã sao. Rồi vô nghe dẹo ơi. Khánh Ngọc là mã sao mà chị Vinh. Nó không có ra giấy được cái nào chưa. Rồi dây kim cương tròn laser chạm cát 4 tấc 2. Sell luôn trơn 1,2 triệu. 1,2, 1,2 luôn cho miếng khăn giấy Mẫu ơi. Để thấy nước dơ con ơi, có dơ không? Để miếng xô vô chị uống cho để bỏ tồi. Dạ. Ờ vậy hả? Rồi chốt giùm em 12,400. Mai mốt để ít thấy đường quá giờ mày nó tao uống nu uống nam mày. 12,400 sell giá 1,2 triệu. 1,2,4. Sao nó dơ dây em ơi, cái giò tao cái mồ hôi. Không có tắm đời gì ngủ. Sao hư rồi, hỏi nhiều hư rồi. 12,400 tình yêu Dương Hạnh nè. 1,2,4. Rồi em hết trơn nha. Với lại Duyên coi lại coi Duyên. Chút con sao mày bơm quá, bơm ba ơi. Làm sao mới được ơi. Rồi 4,5 tấc luôn em dây bông mai sell giá 1,2 triệu. Dạ đây 4,5 tấc 4,8 tấc luôn mà em sell cho giá 1,2 triệu nha. Rồi lên đơn giúp em 1,2. Rồi chốt giùm em 27,900. 27,900,000 vàng thiệt bà ơi, quấy đồ xí. Trời ơi mấy chục triệu cộng dây mà đồ xí gì. 27,9 sell giá 1,2 triệu. Ngắn dài lo được hết. Ngắn dài em lo được cho mấy chị nha. Rồi chốt đơn 1,2 triệu. Hồng Sương Nguyễn Thu. Rồi em hết. Hồng Sương Nguyễn Thu chốt 279. Xe 1,2. Rồi Nguyễn Thu mã sao em 279 xe 1,2. Em có một cái nhẫn nữ hoàng. Em sell cho giá 1,1 triệu y chang như sòn. Em chỉnh sửa đi tay được nha, sell cho 1,1 triệu.
lên. Chốt đơn giúp em là 10 triệu. Y chang như sòn 10 triệu giùm em. Vòng tay đang đeo là 43 triệu 150. Mi tay em nghĩ 48 đeo cũng được nha, xe con triệu à. Rồi em chốt giùm em mẫn mẫn 10. Giá 11 ok. Xã 10 triệu 720. Phương Nguyễn rồi lấy ra 10 triệu giá 1 triệu 1 ok. Dạ đặt hàng số tài khoản sau lưng trên đầu em. Nắng mưa dại dầu, trên biển dưới sông, dưới núi, mắt hí, mắt bự, mắt nhỏ, tóc đen, tóc trắng. Một số tài khoản duy nhất. Rồi đưa lắc ra lên. Em có một cái dòng ban rụt cứng, ống 3 ly, 3 ly rưỡi. Ni tai 52 trở lại. Cắt ni được chứ không có ra ni được nha. Em sale rụt ban cứng luôn nha mấy chị. Muốn có chan thì phối, còn không đeo không vẫn đẹp. Đeo chung với đồng hồ vẫn đẹp. Đeo riêng vẫn đẹp, sale giá 1 triệu 2. Chị nào đã inbox có hình, có đơn đặt cọc giúp em 2 triệu sao? Túi bự đại lại trong cục của mẫu đang giữ hai cái. Mẫu đang giữ hai cái. Rồi bông tai em sale cho giá 1 triệu 2, em có con đôi duy nhất. 7 gram 65. Mi tai 50 trở lại nghe mấy chị. 9 triệu 180 nghìn. 9180. Trời ơi nó đẹp nè, khóa vuông nè, hàng cao cấp nè, đường móc caro nè. Bông tai 12 là gì á? Chưa từ từ. Không có 100 lẻ mấy chị, đi nguyên con mấy chị ơi. 9180 chú với Kim vào. Con gái của mẹ ơi, con gái trên cao nguyên ơi, con gái ơi. Vô chụp hình với gì đẹp cũng chết không chịu chụp cũng đang cùng cái gì vậy? Bộ dễ lên trang tao hả? Chúc đơn em 7 triệu 416 ngàn. 7416. Trời ơi cô Sang cũng chết, bay còn xấu hơn cô đó. Cổ lớn tuổi mà nhìn cổ sang như Việt Kiều. Mấy bà xấu không còn chỗ nào nói hết trơn á. Trời ơi, cô đứng đá găng đó hả? Ờ, cô đẹp mai, cô như Việt Kiều. Trời ơi, tao nhìn cái bạn diễn viên với cô, cái tao nhìn tới nhân viên tao, trời ơi. Tao nhìn qua nhìn lại không ai đẹp hết trơn á. Rồi, em chốt đơn cho 7416, ok. Phải có túi nhà tôi chụp hình tương đương được rồi trời. Tôi ôm bạn, tôi ôm cô, ôm bạn diễn viên. Rồi 7416 hết. Em có một cái lắc tai đẹp cực kỳ, hàng cao cấp, hàng bi, hàng bọng 3D. Sell cho 1 triệu 2. Hàng Epsilon, chốt dùm em 5 triệu 3. 5 triệu 3 em để một người trước, một người sau nha. Người sau, người trước mong chị em bán cho chị sau nha. Trong gỗ đồ chưa like, 167 triệu. Trong đó em cắt vừa vừa có bọc sòm, chị chưa đụng tới ý nữa đó. Lên ngày số lượng, ngày không có lượng. Bữa nay em bán 66 triệu hả? 66 triệu chiều chốt cho Thí Phạm mà có lên bill cho bay ơi, có chuyện chưa? Rồi hết rồi gái ơi, đặt lại đặt giá 75 triệu nghe gái. Rồi đi đâu đi đi. Rồi à, quà tăng giùm em mã sao. Rồi chốt hết, ok. Rồi em có một cái sợi dây chuyền 4 tắc 2 mấy chị có tầm tan tăng đưa đồ bi nè, em sell cho 1 triệu 3 nha. À, rất là dễ thương nghe bà coi TikTok á, có mấy bạn nổi nổi hay đeo này lắm. À diễn viên Thanh Trúc đẹp gái nha mấy chị. Cái mặt phúc hậu, em cũng thấy bạn có bán quần áo á, mấy chị mua ủng hộ chứ nha. Mấy chị thấy không, bây giờ cứ cái nào làm có tiền họ làm thôi. Mấy chị đừng có suy nghĩ, quan trọng là bán cái gì. Tại mình lao động là vinh quang mà. Nhiều khi mấy chị thấy em bán cái áo cái đầm 300-500 bình thường. Em cảm giác bình thường. Rồi em chốt đơn nhà em này là 4 triệu 2. Dạ. Ví dụ bán tóc cỏi mấy ghim cũng được nữa, mà được mấy chị thương là được. Rồi cháu đơn em 4 triệu 2. Rồi Dương với lại Thanh Kiều, Dương Trang với Thanh Kiều. Rồi chốt đơn bé hết. Rồi những nam y chang như sòn, biết có lộn sòn không ta. Em sell những nam cho mấy chị luôn 1 triệu 2. Trời ơi nó quá đẹp mấy chị. Xuân November 42. Không còn đồng bạc nha, cho tiền nha các bạn ơi. 13.240.000 nhẫn nam lòng trong có lớp giác lòng, hàng cao cấp luôn mà em chủ hộp nhân tàu. 13.240. Sell cho 1.2 lên. Em có một cái nhẫn men gon. Nhẫn men gon thôi mà cái này nó hơi bị trầy quá. Cái này mấy chị ơi, à, nói chung là cái men nó hơi bị trầy nhiều quá. Trầy nhiều quá thôi em không bán. 6 triệu 3 hết rồi. À, 13.240.000 trời cho nhẫn nam đẹp trai vậy đó. Bà nào cũng buồn lắm, không có cưng chồng cưng con nè. À,
Dòng em đang đeo là 43.150.000 đi tay 48-50-52 đeo được. 48-50-52 đeo được. Rồi Tuyền Long giúp em 1-3-2-4. Coi tin nhắn Nhật Quỳnh, ok cục vàng. Coi liền, dây chuyền 5 tấc, dây chuyền cao cấp luôn, may quá trời đẹp nè mấy chị. Cái này nam đeo được, nữ đeo được luôn, mua không có ngoài đâu nha mấy chị. Hàng cao cấp em sale với 1.2 triệu. Dây 4 triệu ta mua rồi. Rất là dài, nam đeo 5 tấc 5 tấc rưỡi đeo vừa nha. Dòng đang đeo là 43.150.000, ai lấy lên đơn sale 1 triệu đi tay 48-50-52-54. 43.150.000. Rụt ban nãy cầm bán rồi, không còn. Đây 43.150.000. Rồi dây chuyền 13.100.000. Dạ, 13.100.000 xe 1 triệu. Đó, mấy chị muốn ha. Ví dụ nó bị dạng dạng, mấy chị xây bề này là hot. Trời, 1 triệu 2 gam rẻ quá, có 1 triệu 1 gam. Nè, con vô chế từ Kiều, 43.150.000. 43.150.000 xe 1 triệu. Rồi, chúc đơn. Dạ, 13.100.000 cho cô ba. Đừng để số điện thoại đây, cô ba ơi. Ba ơi. À, địch xung quanh mình nghe cả nhà. Nana mã sao 43.150.000, ai chỉ nhanh có đơn nha, nào nói trước à. À rồi lên 13.100.000 sale giá 1.2 triệu, lên à, nè con lắp công báo. Rồi vòng tay em sale cho 1.1 triệu một gam vòng tay, hàng bao đẹp. Rồi từ từ nó gửi hình, nó đang chụp. 22.45 sale cho tôi, sale luôn cho giá đụng nóc nhà nha, 1050. Lịch sử chưa bao giờ lặp lại cho giá 23.550.000. 23.550 em sale cho 1050. Ni tay 48-50-52-54 lên đơn. 23.550.000 đây nè, phá nó bật gì nè mấy chị. Trời ơi, tình yêu nào bỏ lỡ tình yêu đó tiếc nha. Tình yêu nào bỏ lỡ tình yêu nó tiếc giùm em. À, rồi em cho chị Nguyễn Hồng Thẩm 131. Mua sale bán sale, mua sale đổi sale chị ơi. À, mua đồ ý càng ít tiền thì càng ít lỗ. Mua 30 triệu lỗ 30%, lỗ 9 triệu. Mua chỗ khác 30, mua Vinh 20 bán đứt đó, trong vòng 1 tháng lỗ có 20. Là ví dụ như chẳng hạn như 20 lỗ, mua lỗ có 4 triệu à. À, mình nên nhớ ha. Mình nên nhớ à, yeah. Rồi chốt. Em cho tình yêu Tim Thanh 2355 105. Ôi ơi giá rẻ mà hàng đẹp không mấy bà ơi. À, rồi chúc đơn em lắc tay Pandora. Rồi đeo tay được, đeo chân không được nha. Em sale cho giá 1.3 triệu. Dạ, ngôi sao trái tim. Rồi chốt đơn luôn cho 1.3 triệu nha. Lên giùm em là 5.330.000 sale cho 1.3. Em sale cho 1.3 triệu một game, đẹp quá chưa mấy chị. Đồ bồng đó mấy chị. 2355D Ngọc Đài Trang hết. Mã sao. Rồi sao mà chuyện trước bán luôn cho bà trước nha. Bà nè có hai bà đấu với nhau thôi, chúng đấu với người thứ ba thôi đó. Rồi em có một cái nhẫn bông mai hột siêu cấp luxury 5, em còn 1, em xả luôn cho giá 1.1 triệu. Ni tay với Vinh chỉnh sửa từ ni số 9 đến số 15 được giùm em lên. 533 chú với tình yêu Mỹ Linh với Hằng Nguyễn. Mỹ Linh với Hằng Nguyễn đẹp luôn giùm em, 10.350.000. 10.350.000. Rồi ok chốt đơn, ai bỏ lỡ tiếc, tất cả hột tắm hột này nọ luxury hết. Rồi nhẫn 533 hết rồi con. 10.340.000 sale 1.1 lẹ. Trời ơi hết rồi con ơi. Con chốt cho Nana nha, đi 48 Nana vừa. Không có từ kiểu, có lấy từ kiểu đấy. Xả rồi. Rồi đi quẹo phải em Định Thương. Một tắc 65 trở lại chị. Chị cho. Rồi con. Không có từ đi bà Vũ. Bà nhanh lắm bà ơi. Mấy bà nhỏ nhỏ này chứ không có lại bà Vũ. Bà đi sẹt sẹt chứ bà lấy hết trơn à. Tôi đi tôi giành lộn. Rồi ok Hà Minh. Dạ cô, con nghe, gửi hai vô nhẫn nam sòn gắn 63 cô lấy cho. Ê đứa nào ơi, Duyên ơi, chụp mấy cái chiếc nhẫn nam sòn mới về cho cô thấy lưu lượng cái con ơi. Tính nhớ like nha, sao con ơi. Rồi tuyển một bạn hậu qua con ơi. Tắt 65 trở lại em xe cho cái lắc bông mai 1.100.000 một gam. 27.270.000, 35 củ bây giờ còn 27.170.000 thôi. Và cắt ni được chứ không có ra ni được nói chị. Từ tắt 65 trở lại giúp em đi tay 52 trở lại. Và chúc đơn em 27.270.000 sale cho 1.1 triệu. Sòn trưa mai lên. Và sòn mai em lên hàng mới. Đặt lại được giá sale nha mấy chị. Nói chung là em bán rẻ hơn thị trường nhiều lắm mấy chị. Đừng nói dân hàng mới về. Em sẽ có một ngày cho mấy chị là đồ số lượng mới.
một ngày thì mấy chị đồ lẻ số lượng giá sale, cái nào cũng sale hết. Rồi mẫu này sòn không có, đặt lại được nha, chị nào thích đồ ý mà đặt qua sòn em đặt được cho. Rồi em sale cho 1.1 triệu, quá trời rẻ đẹp luôn nha chị, quá trời rẻ đẹp, dùng một cái chữ ta nói đẹp xuyên lục địa quốc gia, đi tay 52 trở lại, cái đai của nó là đai trơn luôn nè mấy chị thấy không nha. Em sale cái giá 1.1 triệu một gam, 27.270, và phải đặt cọc xong rồi bên em thu hộ chút xíu, đi đơn mà đi đơn mà không có cọc em đi không được mấy chị, đi đơn là phải có cọc giúp em nha, đi đơn là phải có cọc giùm em. Nhẫn năm sòn hả chế? Rồi ok chế yêu. Em có lắc rút nơ đi tay 55 trở lại, em sale cho giá 1.2 triệu. Mấy chị thấy đồ đẹp chưa? Đồ đẹp chưa? Cái nơ luôn này hàng độc luôn nè. Sale giá 1.2 triệu. Và bây giờ em không có lên, em lên đúng nha. Mai mốt ba vàng 18 đó chị, lên đầu tiên 18 24 lên 9 giờ. Còn kia 12 giờ. Còn này em lên đồ ý, sẽ có ngày đồ số lượng, những ngày không có số lượng mấy chị thích mua nào mấy chị mua đó. Rồi chốt đơn giùm em có một xem sập sàn cái giá 1.2 triệu gam, đi tay 55 trở lại. Cái này nó rút quá mấy chị, cho nên mấy chị muốn rút ở đâu mấy chị rút, muốn rút ở đâu rút thoải mái vô tư, rất là sáng ở ngoài đẹp hơn trong cái livestream này cực kỳ. 11 triệu sao giá 1.2 triệu, 11 triệu sao giá 1.2 triệu, và sao có 1.2 triệu thôi. Rồi dây dọc nước em sao trong 1.1 triệu, được cục vàng ơi, được chuyển khoản đủ, nhớ trong cái nội dung chuyển khoản mộng vui để số điện thoại bàn nha. Rồi kim ngân đổ giùm em 11 triệu sale giá 1.2 triệu. Rồi chốt giùm em dây chuyền 4 tấc 2. Chị nào 4 tấc rưỡi, 4 tấc 8 bon chen đeo được, cái gì bên em nói thêm toàn ten tăng đưa. Ở đây là một hàng hộp cao cấp vuông amaro giọt nước đi ghét luôn em. Xuất sắc chưa, sale giá 1.2 triệu. Vàng 18 em đăng cai bán tại tiệm luôn rồi. Chị nào cứ ghé em tính giá hữu nghị nha, tiền công cũng hữu nghị, cái gì cũng hữu nghị, người bán cũng hữu nghị luôn. 26.550.000 sale giá 1.1 triệu. Dạ bán luôn mà mấy chị ơi, bán luôn nha, có ship về 18 đi luôn nha. 26.550.000. Rồi em chúc chị Thị Nguyễn Thị Cúc 11 triệu sao giá 1.2 triệu. Trời ơi mấy chị hàng đẹp giá, em nói là mấy chị luôn tỷ tê nè. Nhìn cái dây ngang của nó đi mấy chị, thấy đây cái dây 11 nè. Mấy chị thấy chưa, nhìn cái sân vườn, nhìn cái hồ bơi là chốt cái view nhà liền luôn đó. 26.500.000 bao sang chưa, 26 năm, 26.500.000 em sale cho giá 1.1 triệu. 1.1. Rồi em chốt cho mấy chị luôn cái dòng bi cao cấp này luôn, sale trong 1.2 triệu. Và vàng 24 cưới có ship luôn mấy chị, nhưng mà để em dặn nhân viên em ship. Vàng nhẫn không có ship, vàng em nhẫn mới ship nha. Em bán đồ cưới rồi à, cái gì cũng ship hết trơn á, giờ khổ lắm vui. Sale 1.1, chốt đơn hết. Rồi Diệu Ngọc, Hằng Phạm, dây đó tôi có 2 cộng nha. Trọng lượng 2 cộng sẽ khác nhau, nhưng đồng giá sale 1.1 triệu, ok bé Vinh hết. Rồi vòng tay em chốt đơn cho giá 1.2 triệu, đi tay 4850 sao giá 1.2 triệu. Và được chị nữ Lê ơi, 11.485.000. Ba hàng cao cấp 4850 5254. 11.485. Với lại con coi cái chỗ đóng gói của Hoàng Anh. Mày dọn con gọn đi con, cái gì mà tao thấy nó bày hay dữ vậy con. Cái nào cần thiết để không cần thiết thôi để tùm lum. Ba cái đồ bọc không mà dễ cháy lắm nha. Bỏ bớt đi tùm lum chân ông nội ơi. Mai Lê với Kim Thúy, cái chỗ mày như tổng ghét vậy đó. Ngọc Hoàng Anh, tao coi camera. Rồi 11 triệu hồi chợ hồi chiều tao chạy không kịp bà Duyên ơi. Điện nó yếu hay sao, cái nó chớp tắt cái tao dậy. Tao điện không nội xứ, tao hỏi Hoàng Anh này, nhà mày có bị chớp điện không đó không nữa. Thằng gì đâu á. Rồi em chốt cái chuyền cổ luôn. Em sale cho giá 1.100.000 một gam, quá trời sang cho mấy chị. Nữ hoàng Elizabeth xuất hiện. Trời ơi. Dẹo ơi con có chồng đi, mang cho con 2 cục bi. À, chưa đủ 3 năm ba ơi. À, rồi. À, 11.485 Quỳnh Hương nè. Con đứa nào cắn mày à con ơi. À, sale cho 1.1 triệu mã sao. Rồi dòng bi em sale cho 1.2 triệu. Đây. Cho 2 cục bi thôi, làm 3 năm mới cho đồ cưới. Trời ơi cho 3 chỉ thôi chứ là lính đồng quá, ở lâu lâu cái 5 chỉ ai chịu nổi. Hạ xuống chứ. Em sale cho giá 1.2 triệu. Chốt dòng giùm em là 31.500. Ni tay 55 cắt ni được chứ không có ra ni được, em sale. Từ ni 55 trở xuống lên đơn. Tài khoản 24-27 sau lưng trên đầu em. Cho gì nhiều ở 3 năm cho 3 chỉ. Ở 5 năm cho 5 chỉ. Ở 80 năm cho 80 chỉ cơ. Nè,
ni tai 55 trở lại là mày ế luôn đó. Mày ế luôn đó nha, mà cái miệng tao. Xin lỗi mày, tao nói lại cho. À, bạn con Duyên này nó ngược lại với tao nói rồi, nó ấy đó. Em xe cho giá 1.2 triệu ra nè mấy chị. Rồi chuyền cổ em xe trơn 1.1 triệu nha. Rồi 10.320 volume bên kia nhỏ nhỏ lại đi con ơi. 10.320 lắc xoắn pháo bông hình caro kim cương. Xeo giá 1.2 lên. Rồi chốt đơn em. 10.320. Xeo giá 1.2 triệu. Rồi kiền cổ. Em xeo trong 1.1 triệu. Kiền cổ chốt em 23.700. Lê Nguyên 1032 xeo 1.2 triệu hàng VIP. Rồi Trần Hải Yến mã sao cho 1032. Ok hàng hết. Tranh thủ chốt đơn kẻ bay đôi cháu gì bên đó vậy trời. 23.700 chốt cho tình yêu Nguyễn Thu với Mai Ca. Nguyễn Thu trước nè, 23.7 nè. Mai Ca sau 23.7 nè. Nguyễn Thu chuyển liền bán cho Mai Ca liền nè. Rồi chốt đơn hết. Ok nè con. Lấy bọc khác để vô 23.700 là cái kiền. Vòng tay 38.500 sale còn 31.500. Ni tay lớn, ni tay 55 nghe mấy chị. Vòng này em cắt đi được chứ em không có ra đi được. Bi của đó là bi kim cương ánh sáng mặt trời vậy mấy, nó như ngoài vũ trụ ánh sáng nó vậy đó mấy chị. Em ăn vàng mà giống như em giới thiệu nó từ đâu đến á. Cái kiểu mà ủa gì dạ đó mấy chị. Rồi bên em một số duy nhất số tài khoản thôi, số khác là giả. Hai chị bà nào chuyển nhanh bà đó thắng, chơi vui vẻ không chửi nha. 38.500 em sell cho cắt đi 50 được bé Phúc ơi, mua nhanh để hết trơn em ơi. Cắt ni được. Sell cho 1.2 triệu nè con ơi, lấy cái bọc lên giùm em. À, cọc rồi Nguyễn Thu trời ơi, em có chứ bài xử em mà chặt cái đầu ra tội nghiệp em. Cọc rồi 31 năm ni 54 55, ni nào nhỏ hơn thì cắt bớt lại, cắt như tính nhiều. Rồi Nhẫn Nam nè Duyên ơi, nhìn nè cưng, nhiều cái không đẹp lắm nha em. Tay chân mày dơ gì bắt vô dơ tao chân vậy, tay chân dơ hèm vậy trời. Ố của người ta trơn à, đồ của người ta đẹp nha. Đụng vô ố tôi chân nè, phải dùng cái đầm lau lại nè. Rồi em chốt đơn cho giá 1.100.000 một gam y chang hột sòn kim cương hột lụ mấy chị ơi. Xe cho giá 1.1 triệu. Với mặt bán rồi, có chuyển khoản chưa? Không biết có chuyển chưa, nhiều khi đồ bị bơm hoài à. Rồi em xe cho 1.1 triệu nè. Mặt siêu to nha, 18.500, bây giờ xe còn 13.600, em xe cho 1.1 triệu. Với mặt có bán mà không biết chuyển chưa, để chốt sao cho ngừng nha. À, rồi em xả mua chi khác cho xin cái mã đi em ô. Xin cái mã đi. 13.600 sell trong 1.1 triệu ngồi yên. Đi đâu ơi? Đứa nào lấy gì cho nó bây ơi. Hà Minh chốt đơn 136 khôn. Hết. Rồi em có một cái dòng bi hàng cao cấp. Trước mắt nó chưa có toàn ten tăng đưa. Hôm nay bi này có chỗ bán 1.6 triệu, có chỗ bán 1.7 triệu, có chỗ bán 1.5 triệu. Là giá sale em chốt đơn cho 1.299.000. Ni tai 50, 52, 54, 56. 54, 56 thêm tăng đưa toàn ten lên 13.6 người ta mua rồi luôn nghe con. Con đừng có vậy nghe, mẹ bắn đắt lắm đó. 40.395.000. Nói luôn nha, mấy chị mua thị trường cái này mấy chị phải mua giá 58 triệu. Chứ không có cái vấn đề mà 40.300 nghe mấy chị. Không có bao giờ có giá này nha. 40.390, ni tai 50, 52, 54, 56 đều được. 40.390 sell chưa tới 1.3 triệu nghe cả nhà. Ni tay 50, 52, 54, 56. Ok, 40.390. Bỏ lỡ là tiếc. Lucky. À, em sell cho giá 1.2 triệu. Trước mắt là em đang cầm chiều dài em tất 6. Chị nào muốn ngắn hơn thì cắt, muốn dài hơn thì nói thêm toàn tan tăng được. Rồi chốt đơn em 8.160.000. 81.60 bi kim cương cà na tròn. À, 81.6 sell giá 1.2 triệu. Rồi lấy 22.800 bán người khác. À, em không biết nha, chị nào nãy đầu rồi. Đợi em, 22.800 của chị Kim Lý lấy ra con ơi. À, ừ. Ai lạnh này nghe, bệnh nghe, tắt máy lạnh. Tắt máy lạnh bây ơi. 81.60 miễn nhân với Lan Lương. Rồi, nó xả sao đi con, tập trung đi con. Tập trung tôi đi. Rồi, em có luôn nha mấy chị luôn. Lắc xoắn đó, toàn ten tăng đưa đó, hình đô la xoắn kim cương 9D. Em sell cho giá 1.250.000.
ai bỏ lỡ tiết 1 2 5 10. Ê, tắt máy lạnh đi con Hoàng Anh. Trời ơi, đâu có không đi tin nào ông nội. 9.600.000 nhà mai em Pandora một món 9.600.000, sale giá 1.200.000, cái gì cũng có sale hết trơn mấy chị ơi. À, kim châu sa lê ni lớn ni nhỏ cho em nói được nha. À, rồi em hết trơn. Em có một cái mặt chữ T Amoro tiền tình tài đầy đủ. Em sale cho giá 1.100.000 một gam. Em sale cho giá 1.100.000 một gam nha, 1.100.000. À, mấy chị sẽ tối ngày tắng đi sáng đêm cho có giấc ngủ, mấy chị không thấy em thôi. Mở mắt ra ăn sáng cũng thấy, ăn trưa cũng thấy, ăn tối cũng thấy nha. Khuya đi ngủ mới không thấy. Rồi bà nào mà đi ngủ thấy tôi nói là rồi đó, mộng bị cuộc đời tôi rồi đó nha. Rồi, 8.500.000 em sale cho, 6.800.000 em sale cho giá 1.100.000. Chữ T form lớn á cả nhà, đầy lòng trong. Sale cho 1.100.000 mấy chị ơi. Rồi, lên đơn giùm em chốt. Rồi em chốt đơn cho giá 6.800.000 sale. Ngày gặp nhau ba bốn cử. Gặp nhau chừng nào chán nó Vinh ơi. Cắt cái mặt đem vô đi, quá trời chán móc rồi. Còn ví dụ như bà nào chưa chán rồi tôi lên hoài. Ủa trời ơi, cái mặt chữ T, tiền tình tài đầy đủ. Tiền tài, tiền tài. 8.000.000 rồi, bây giờ xe còn có 6.800.000. Ủa mắc cái gì vậy trời ơi. Annie Vinh thấy. Annie Vinh thấy, Annie. Dòng bia hàng đặc biệt cao cấp 1.600.000, 1.500.000. Em sale cho giá 1.200.000. Nghe điện thoại con ơi, 03396 số 2. Giờ này nghe mãi mãi nghe ngoài con ơi. Người ta cần thiết người ta mới điện nha. Y tá ơi. 15.048.000. 15.048. Em sale cho giá 1.200.000 một gam. Có nhiều đứa mà nó nghỉ liên tục hoài. Mày cộng lên nghe nha mẫu ơi. Liên tục hoài công việc mình đâu có để được mày. À, kiếm bạn nào cho coi chắc ăn chắc biêu chứ chút bệnh chút bệnh chút này hoài ai chịu được không nội ơi. 15.048.000. Rồi dòng tai bi nè. Rồi đeo thử phải không? Ok ok liếng. À, cho mấy người mạnh mẽ người ta đeo mềm miếu quá thì làm sao mà dinh ấy được. 48, 50, 52, 54 đeo được. 15.048.000 em sale giá 1.200.000 đồ bi. Đẹp lắm Ngọc ơi. Đẹp lắm Ngọc ơi. 10.835.000. Trời ơi nguyên cái những nữ hoàng á. Chỗ khác bán 15, 16 triệu. 14, 15, 16. Em chốt đơn cho 10.855.000. 10.855. 15.080.000. Dạ. Rồi em chốt đơn ở tình yêu Trâm Nguyễn Thúy Hằng mã sao 15.048. 15.048 sale giá 1.200.000. Dạ, yeah, Thúy Hằng nhầm em mã sao 15048. Rồi em hết. Nhận cho em 10.835.000. Sale giá 1.100.000. Dạ, yeah, mẫn mẫn chốt đơn 10.835. Rồi ok gái, hết. Rồi tiếp tục dùm em. À, lắc chân đeo được, lắc tay sử dụng được luôn dùm em. 1.500.000 em sale cho giá 1.300.000. Muốn đeo chân thì đeo, muốn đeo tay thì tay. Baby ơi, Vinh nghe nè, baby ơi. Bảo Huỳnh mã sao 10.835.000 sale trong 1.100.000. 6.550.000 em sale trong 1.300.000. Chốt giúp em muốn đeo chân thì chân, muốn đeo tay thì tay. Ngoài sáng hơn trên đây rất rất là nhiều lần mấy chị ơi. 8.450.000. 8.450.000 lên. 8.450.000 sale cái giá 1.300.000. Nhẫn người ta mua rồi nè con gái ơi. Con làm gì chậm nha. Rồi em có một cái lắc tay ni nhỏ nha mấy chị. Lắc tay chiều dài một tắc 5, một tắc 6 trở lại giùm em. Em sale cho cái lắc thương hiệu LV, em sale cho 1.200.000 một gam. Trời ơi hàng chuẩn đẹp lắm mấy chị, chỉ có việc là kén ni tay thôi. Ni từ ni 50 trở lại giùm em, chiều dài tắc 6 tắc 65 trở lại, cắt ni được cho không có ra ni được. Em sale cho giá 1.200.000 cho cái lắc LV lên. 1.450.000 mới mua được nha mấy chị. Cái này mấy chị ngồi gần 6 triệu cái lắc này đó, 33, 34 triệu, bây giờ có 26.580.000 thôi. À, chào John Jean. Rồi, ni tay, chiều dài, tắc 6, tắc 65 trở lại, đây. Trời ơi, bao đẹp chưa? Bao đẹp chưa? À, Kiều Anh, có tin nhắn Kiều Anh nha, đặt hàng lâu quá mong có, giờ đi chuyên chuyển lại cho, ok gái yêu. À, 26.580.000 em sale cho giá 1.200.000. Trời ơi, nó rẻ, mỏ đẹp mấy chị ơi, rẻ đẹp. 10, 20% trong vòng 30 ngày.
cái kiền đó là chị Nguyễn Thu trước nha, chị kia sau nha, xỉu vậy đó. Ê coi chừng lấy cái kiền đó nha, cái chưa tôi biết luôn đó, không nghe nhưng mà người ta chúc sao đó. Ok, tình yêu tiếc à, của chị Nguyễn Thu lấy rồi đó. Chị Nguyễn Thu chuyển gặp qua chưa, để vú đi lấy ngay nha. Rồi 1.6 triệu sao trơn, 1.250.000, 38.880.000 luôn nhà mang. Rồi ok, chị yêu Lê Thanh Thúy 2658 mã sao. Rồi chốt luôn nhà mang mấy chị ơi. À, giá 1.500.000, 1.6 triệu, bây giờ sale có 1.250.000, đồ cao cấp mấy chị, hàng đã cao cấp, 38.800.000, 84.50.000. Ờ cái này mấy chị đeo tay cũng được, mấy chị đeo chân cũng được luôn. Bác cái đầm nãy có ai chuyển khoản cho Duyên ơi. Rồi cái đầm hết rồi mấy chị ơi, cái đầm hết rồi, hơi hơi có mồ hôi nha. À, chị không chuyển đi rồi là vú đi lấy cho chị kia kìa nghe, tôi nói trước là tôi không báo trước cả nửa cuộc đời luôn nha. Nãy nay nó giành giật đi nha. Rồi 38.880.000 nhà mai em sao. À, mai qua lấy phải đặt cọc chị ơi, đặt cọc đi, nó bác người khác nha. Chị nào mua mong đặt cọc em chốt cho chị sao à. Kìa không có vậy đặt kìa. Chị vậy là vú lắm, vú bà đi kìa, bà đi mà móc bà xào bà xấu rồi kìa. 1.250.000 nữa lấy sao đi, vậy kiểm soát mới được bạn già ơi. Đồ không có tem đừng ai lấy khỏi dòng cấm địa, một cấm địa này mẫu ơi. Cho lui quân về bển giùm đâu, xíu tao đưa cho. Không được, không có tem không lấy được chú ơi, để chừng nào có tem đi rồi đi qua lấy. Đó còn đó. Không có được, trời ơi, tao nghiệp em. Bên kia đi chơi đi, có lớp len thứ tự. À, nè, em chốt đơn cho 38.880.000, đẹp chưa? Trời ơi mấy chị, em đi nóng lên. Tức cái em bán cái còn thua bán ra là em còn thua bán cái kia. Đeo chân, đeo tay được luôn, em 84.50, sale giá trong 1.3 triệu. Mai lấy giùm em đi. À, dãy cho dãy đi, và từ từ. Địa chỉ ở Long Xuyên, An Giang, chị ơi. Em sale luôn cho 1 triệu 1 gam, chị có kén mi tay, em không có chỉnh sửa. Em không có ra ni được mà em chỉ có cắt ni được thôi, đẹp chưa mấy chị gái. Chiều dài 1 tấc 65 nha, ni tay 52, sale cho 1 triệu. Sale cho 1 triệu 1 gam lên 24.780.000. 24.780, nó rẻ này mấy chị, nó rẻ mà nó đẹp mà đọc nó là đai mũi tên mà đi đai trơn á. 24.780.000. Hết rồi Dương Nguyên ơi. Em bán mấy cục này bán rẻ em chết suy nghĩ gì. Nhắm mắt chốt cũng có lời. À, lời lỗ nhiêu đâu mấy chị, người ta bán 1.500.000, 1.600.000 bán có 1.000.000 một gam. Nhắm mắt thấy cũng lời được 400-500.000 một gam rồi. Xuống muốn chết. Rồi kim nến giùm tôi là 2478 mã sao nè. Ai mua mấy món lấy mấy món nha, ai xả máu xả nha. 38.800.000 giùm tôi là bà này, 388. Rồi em có một cái lắc này luôn em mang. À, hàng cao cấp em sale cho 1.3 triệu, 2478 hết trơn rồi, tôi để sao cho hai ba bà đi. À, bà sao mà chuyện tôi bán luôn đó nghe, nào nói trước à. 3.20 gam sale cho 1.3 triệu. Chốt giùm em là 4.200.000. Em bớt lại cho vô full chưa? 4.200.000 sale giá 1.3 triệu. Cảm ơn em bớt cái vô full đi, cảm ơn. 4 triệu mấy quên bà nó đây. 888 hôm qua này. 4.200.000 sale giá 1.3 triệu, hàng cao cấp. Rồi em có một cái dòng mò ni tay em đang cầm, ni tay 54 nha, em sale cho giá 1.1 triệu nha. Một cái dòng mò rồi, cho em 4.200.000 lên Nguyễn Tú 42. À, sale cho 1.3 hết. Em sale cho 1.1 triệu, ni tay từ ni 45 tới 55 là em chỉnh sửa ni vô tư nha mấy chị ơi. 18.370.000, 15.048.000, con nhớ mã nào không con vô trong Nguyễn với con ơi. 15.048. Có cái bọc lại gì tôi vô tự giờ, mày không vô người ta chơi ông nội ai biết đường nè. 18.370.000 em sale cho 1.1 triệu. 1.837 sale cho 1.1 lên. Trời ơi rẻ không chết mấy chị ơi, mã đẹp nữa mấy chị ơi. Sale cho 1.1 triệu. Rồi nhẫn y chang như sòn em sale cho 1.1 triệu luôn. Rồi chú giùm em là 5.940.000. 5.940 hàng độc. 5.94 sale cho giá 1.1 triệu. 1.100.000. Rồi em chốt cho cái lắc chân. À, eo là viên men đen. Em sale cho giá 1.200.000. Men này nó hơi bị màu ngà ngà nha mấy chị. Nó hơi ngà ngà nha, tại trong đây nó hơi áp á. Ở ngoài nó không có vàng tới như vậy nha, nó trắng trắng mà vậy như trắng vani.
5940. Rồi em chốt cho Vân Ngô. Em có 1 chiếc 1 à. Vàng, nói chung là đồ nhà em với chị đeo cũng giống giống như sờn, nhìn không có biết được đâu. 5.3 triệu. Lắc chân nha mấy chị, đang là chân mấy chị nào muốn tay thì cắt lắc tay được luôn. À, chủ nhật bán 610. 5.3 triệu. Cái này đeo đeo tay mấy chị ơi, sorry đeo tay nha. 5.3 triệu cho lắc LV. 5.3 bán được bình thường chứ vàng thiệt mà. À, bán lỗ 20 đổi lỗ 10 trong vòng 30 ngày qua 30 ngày 15-25. Rồi mặt túi tiền phong trung da cá sấu luôn dùm em nha. Rồi chốt cho 1.2 triệu. Túi này hàng độc. Lắc tay 5.3 triệu sale cho 1.2 triệu. Và 26.580 hết rồi Thanh Ngân ơi. Nè mấy chị, đồ bi eo gì men vanh lít. À, rồi mặt đi kiền chốt dùm em 12.084.000. Bình thường mua 15 triệu đó mấy chị, bây giờ sale còn có 12.084.000. Phía sau nó gì đẹp giả mang, phía sau đó hình đồng tiền. Rồi chốt đơn 12.084.000. Em sale cho 12 12 12 12. Đây à, Zalo là giả nha. Zalo là giả nha bà ơi. Zalo giả. Dòng bi có con trái bi bị lỗi nè, thấy không, bị lủng nè. Em sale cho 1.1 triệu. Đi tay 48.50. Xeo trong 1.1 triệu báo luôn nha, lỗi báo lỗi luôn nè. Chị nào cần mua thì mua. Em xeo cho giá 1.1 triệu. Bán lỗi báo lỗi nha mấy chị, 15.050. Rồi 12.084. Ok chốt hết. Lên 15 triệu. Một trái bi bị lỗi nha. Đeo mà mấy chị ơi, chẳng hạn như xây trái bi xuống dưới được nha. À, hoặc là mấy chị kêu nhân viên em á, nó lên dùng cái máy laser, nó hàn dính cái trái bi này lại cho dính vậy nè. Đặng cái lũng nó nằm dính đây luôn, nó không xây cái lũng lên. Cái này kêu nhân viên lên lầu chấm cái bi cho dính lại phần lũng để mặt trong. Phần lũng để mặt trong được nha. Là nó dính luôn gì nè, nó không có chạy nữa, mấy chị sẽ không thấy bề lũng lên trên. Nha, nhớ kêu nhân viên em làm cho gì em hỗ trợ làm cho. 15.000, sale giá 1.1 triệu. Dạ không có hình, chút xíu gửi sao giúp em đi, nó qua mẫu rồi không nhớ mẫu nào nữa. Mấy chị chốt liền mà không có hình, mấy chị báo liền để chút xíu là qua luôn, không có hình là không có hàng. Rồi chị Bích Lệ giùm em là mã sao. Nhớ kêu nhân viên nó hỗ trợ, nó hàng thợ, nó hàng cho chỗ đó cho dính cho nó giúp em ha. Rồi mã sao hết. À, em chỉ mấy chị luôn. Rồi ok gái. Rồi bông tai hoặc bạc CD. Mấy bà sấy nóng quá nè mấy chị, cái độ bóng nó cũng còn ok nha. Rồi em chốt cho cái bông bạc này cho mấy chị luôn. À, với lại mai mốt nghe Duyên ơi, đầu bạc mà sấy nóng kiểu này là nó bị bung bạc cho nghe Duyên. Bị hư rồi nghe Duyên. Lỗi cái chơi mà, lỗi cái bạc ở đây chút xíu nữa mấy chị nhâm nhâm nha. Em bán cho 1 triệu 1 gam CD luôn, mai em hàng giá bao thơm. Đem nấu lời hơn đó mấy chị, nhưng mà ok. 6.330.000 sale cho 1 triệu. Nhân viên em nó sấy á mấy chị. Nè, một bên đi thun, một bên sấy nóng qua tróc lớp chút xíu. À, đeo phía trước nó là xài lại như vậy. Chị sẽ đẹp. À, rồi gớt luôn. Công đây luôn này. Gớt vào trong ly nước luôn này. Rồi xíu cô lấy ly nước đi con ơi, để đây gớt luôn này. 633. 6330 lấy ly nước kia để nhiều đổ đó, bỏ đó. 6.330.000 lên. Bông tai tròn tròn cơm lớn. Hàng cao cấp móc máy luôn mà em sale giá 1.2 triệu. Sale cho 1212 nha. Rồi chốt giùm em là 6.600.000. Vô nè chị chị, form lớn luôn mày. 633 chốt cho Thảo nè. Chụp chương chí đi con, lấy chiếc chút xíu để vô. Nè con, vô rửa đi. Đứa nào kìa, con đang làm chuyện, đứa khác vô rửa đi. Em mày vô rửa cái cho em đi con. Rồi chốt luôn em bông tai 6.600.000. Nè mấy chị, đeo che luôn mà modern lắm mấy chị. Modern ở Korea, nó mua Hàn Quốc đó, nói tiếng Anh đó. Rồi em sale cho giá 1.2 triệu. Rồi dây phải không? Rồi em lên dây cho, từ em lên. Em có mấy chục cộng ở đây để em chơi với mấy chị. Em có sợi dây bi kim cương 4.5 tấc. Sáng lung linh chưa? À, nó có chỗ bị cớp chỗ này nè, em sale cho giá 1.1 triệu. Sale cho giá 1.1 triệu. Rồi bông tai là 6.600.000, chút cho tình yêu kim hiền. Dây chuyền 4.5 tấc bi cà na em sale cho 1.1 triệu nha. Rồi ok tình yêu kim hiền em chốt đơn 6.6.1.2 hết. Rồi em chốt dây bi em sale cho 1.1 triệu. Có một chỗ hơi nhẹ nhẹ nha, cực cực nhẹ nha.
Rồi em xem, em thấy người ta bán cụp đâu không có la đâu nha. Em bán cụp em la luôn. Đó, em bán cụp em la luôn. Nè con 66, xem 1.2 hết. Đây giá chuyền 11.220. 11.220 lên. 11.220. Nè con 66 vô đó. À. 1.100.000 một gam, ra tiền là 11.220. Chốt cho mình Yến cái cài, ok gái, hết. Sạch. Rồi, bông tai 633 để vô, hết. Ok, sạch. Thanh Lan mã sao, sạch. Cái gì mà mua, gì mà đã với trời, mua gì đã, chứ gì. Hết ta. 11.220 sale giá 1.100.000. Lên. Vòng tay 5 hộp. Ni tai 48, 50, 52, 54 được chỉnh sửa ni vô tư. Em sale cho 1.100.000. Hỏi sao chị gái em xinh đẹp, số tài khoản sau lưng trên đầu em, chị nào mà có comment cái mã em có đẩy mã vô, chuyển hình có đơn, đặt cọc giúp em 2 triệu 3 triệu số tài khoản sau lưng trên đầu em. Em chốt đơn cho 22 triệu, 26.500.000, bây giờ mua có 22 triệu thôi, sướng ghê chưa. Một cái dòng gì ngợi 4-5 triệu bạc, em sale cho giá 1.100.000. Bông tai đó đích dặn, không có đích kẹp, còn không em để em đeo chị gái. À, mấy cái đó em đeo mua đen được, em thích đeo bông mua đen hơn bông sòn. À, nhẫn thì em thích đeo sòn, còn bông em thích đeo mua đen. Ví dụ có bông ghép sòn bự bự thì em đeo, còn không có em vẫn đeo đồ đồ kia được hết. Rồi sale cho 1.100.000 sướng. Rồi dòng banh mềm ni nhỏ nha, mua nguyên con tụi em không có thời gian biết gì đâu nghe mấy chị. Khóa đây nó bị liệt rồi nghe con ơi, xíu vô. Em sale ruột banh mềm cho mấy chị luôn, giá 1.200.000, đi tay 48-50. 52 thì thêm toàn ten tăng đưa, 54 không được. Rồi Hoàng Ngọc đầu tiên mẫn mẫn kế bên. Hoàng Ngọc đầu tiên mẫn mẫn kế bên. Rồi em chốt đơn cho cái này luôn, em 8.300.000 ruột banh mềm. 8.300.000 ni 54. Gani chị ơi, còn không thì để dừa ni để chốt cho tình yêu mẫn mẫn. Con chốt cho mẫn mẫn đi, mẫn mẫn dừa. Rồi ai dùng đơn chuyển giúp cọc, giúp giùm tôi 20 triệu. Cho tôi xin tuần sau đồng hồ mới về, nó về ngay chiến đó bà. Tuần này tôi sạch sẽ, sạch sành xanh, không còn cái đồng hồ nào hết chứ. Gán tuần sau về 500 cái thôi, tôi lên giá, tôi đền cho bà nghe. Thương tôi cái nghe bạn yêu. À, rồi, không nhớ mã nào, chút xíu em kéo đường link lại giúp chị đi cưng. Chúc em like, chị like xong em kéo đường link lại, em tự chụp hình em gửi vô mã 1548 giúp chị. Là được à. Rồi em xe cho những bướm 1.100.000 một gam. Đẹp chưa mấy chị, đẹp dữ lắm. Họ mới bán 1.350.000, bây giờ bán con 1.100.000 gam. Đeo danh đeo giữa chụp. Mấy chị mặc đầm nè, mấy chị cầm cái túi vậy đó. Đó nhìn nè mấy chị không, chụp hình này vẫn ok, xinh xắn đáng yêu. Rồi em sale cho 1.100.000. Chị em qua chút xếp bộ hả, chứ cái mặt thanh giá hả. À, sao cho chị cái dòng á. Rồi sót đơn chứ kim cúc gửi hình qua đi em. Em còn đang giữ ở đây nè cục cưng. 8.547.000 sale giá 1.100.000. Rồi có điếm đồ like em qua chị em ơi, nhiều lắm á, có chuẩn lộn với chị nha. 8547 nó mấy chị đồn qua, bữa nay mới lên đơn. Rồi ni tay ni 9, ni 10, ni 11, ni 12, ni 13, ni 14, ni 15 đeo được. Em sale cho giá 1.100.000 một gam những bướm hàng cao cấp. Trời ơi, toàn mấy mẫu luxury excellent vậy đó không. Very good mấy chị ơi, number one không, toàn mẫu number one không. À, mà giá thì giá number 10. Mẫu thì mẫu number one, giá thì giá number 10. 8.547.000. Rồi ok, tình yêu gà gán cốc kèn, sale trân 1.100.000 mấy chị. Rồi những bông em sale cho giá 1.000.000. Bông sale trân 1.000.000, hộp cao cấp 9 ly luôn em lên. Chốt đơn em 665. 6.650.000 em sale trân 1.000.000. Đây 6650. Sale trân 1.000.000. 8.540. À. Dạ kệ đi mấy chị, cứ la la cho tụi em nó lên nhanh. Rồi 665 em chốt cho nhàn xem 1.000.000. Nè con 665 nhẫn con bướm. Dòng mo đi 52 nó em mua rồi gái ơi. Rồi em lên dây. Em đang cầm là chiều dài 4.5 cho dây dưa kim cương, em sale giá 1.200.000. Sale cho 1.200.000. Ở Duyên ơi, trái tim mùa thu mà đồng hồ 2 tháng là gì, câu hình liền cho chị Vinh đi Duyên ơi. Có nhiều cái mấy em đâu kêu chị mua gì đâu, tụi em chị tự mua không mà. Mà em nợ người ta lấy gì đó. 12.600.000 sale giá 1.200.000. Hoàn toàn không kêu mua, cũng không gửi nhóm đặt cái gì cho chị chân nha. Rồi di dưa kim cương luôn em 12.600.000, chiều dài 4.5. Rồi hồng hơn 126 ok hết. Rồi em qua tiếp tục nói giùm em dây chuyền.
Nè mấy chị, dây 4 tấc 2, dây tròn kim cương sale 1.2 triệu. Tròn kim cương sale trong 1.2 triệu. Rồi lên đơn. Rồi chốt giúp em là 12.580.000. 12.580 sale giá 1.2 triệu. Dạ được chị yêu bé Phúc ơi. 12.580 sale giá 1.2 triệu. Quá trời rẻ luôn đó mấy chị. Rồi chốt xin chốt 1258. Rồi ok bé hết. Dây bi, dây bi 4 tấc 2, 4 tấc 2 em sale cho 1.2 triệu. Bi kim cương mấy chị ơi, bi kim cương cà na, đeo hoài cũng cũ nha, em sale cho giá 1.2 triệu. Rồi chốt đơn em 1 2. Với lại nữa Hằng mà chị đang like á hả, chi chi ơi gì không có chi lúc chị like nha, muốn nói gì là đợi chị like xong rồi chi hiểu vấn đề mới chi được nha, chứ không có lúc chị like like rồi chị chị chờ trả biết hiểu gì chứ. Với lại mấy món đồ của anh Sứ đặng em đựng chi nó để nó chị đưa tiền cho đặng tự chi, đặng tự lấy đồ qua đây em chi biết ở đặng nó có nhận đồ không. 14.530 1453 dùm em bi kim cương sale giá 1.2 triệu. 1453 xe cho 12 lên. Rồi dây thẻ chiều dài 5 tấc đẹp gái luôn em mấy chị, em sale giá 1.2 triệu. 1453 là dây kia, lên mới lạnh lại xíu Hoàng Anh ơi, tắt thì nực mà mở thì lạnh. Mày có thể nào á mày đẩy cái lá lên trên được không Hoàng Anh? Đẩy cái lá lên trên đi, còn không mày lấy cái lá sát xuống luôn. Này gỡ đi cái thằng ơi. Rồi 1453 Thanh Lan nè. Gỡ chụp nó cho anh chị. Rồi Lê Kim Ngân giùm em 1453 nè. Rồi ai nhanh có đơn nè. Hết nè. Trời ơi chiều dài 5 tấc mà đẹp lắm. 11.900.000. Xéo giá 1.2 triệu chút xíu lật đầu của tôi nữa rồi bạn bạn dèo. 11.900.000 đang có ăn có ở nha. Xéo giá 1.2 triệu. Trời ơi nó đẹp lắm mấy chị, nam đeo cũng được, nữ đeo cũng được, đang là 5 tấc 5 tấc rưỡi đó mấy chị. 11.900.000, 50.000 sale giá 1.2 triệu. Rồi chúc đơn cho bay cô suốt suốt đó, tiếng Anh đó, chờ đọc tiếng Anh giữ hằng chờ. Rồi hết. Kim Trần bay rồi á. Với bay cơ Kim Trần sau bay cơ trước hết. Mặt con bướm xỏ lồn luôn mà em giá 1.3 triệu 50 sale 1.2 triệu. Rồi chúc đơn. 3 gam 55 sale giá 1.2 triệu. 4.260.000. Mày đưa cái lá lên trên chút coi con. Mày hỏi ngay chánh điện gì sao chịu nổi. Một mày xuống dưới luôn, còn hai cho nó lên trên xíu đi không. 4.260.000. Bốn xỏ luồn đeo luôn quá đẹp, sale giá 1.2 triệu. 4.260. Mặn mặn cọc rồi, tại bà Hoàng Ngọc đi bà 54 không vừa, mặn mặn vừa đi luôn ghế ơi. Ê vậy rồi sao mát, xuống lại chút. Rồi được rồi. Chung chút có được không? Rồi vậy đi không. Rồi chúc đời em giá 1.2 triệu. Mặt bướm sale, sale giá 1.2 triệu mặt bướm. Rồi dây chuyền chữ cốc dài 5 tấc 5 tấc rưỡi, em sale cho giá 1.2 triệu. Chữ công nè 5 tấc 5 tấc rưỡi, sale cho 1.2. Mặt con bướm 4.280. Rồi cho em 2.4 triệu 5 tấc nha. 22.4 triệu. Rồi ok, mẫn mẫn vừa em rồi đó cơm. Hoàng Ngọc chị không có chốt, tại Hoàng Ngọc đi 54 là 1.2 triệu. Rồi chốt là Thiên Lý. Thiên Lý 2.4 triệu. Rồi chốt. Rồi em cho dây chuyền 5 tấc. Giờ dây khúc công luôn em mang sale giá 1.2 triệu. Sale cho 1.2 triệu. 2.4 triệu để sao cho Nhất Uyên. Nhiều khi lỡ gặp nít giả cũng có người sao hậu thuẫn. Rồi chốt 6.9 triệu sale cho 1.2 triệu. Em mua hình không kiểm tra hả? Rồi cái ca này tôi cũng rối không biết đường đâu gờ em. 6.900.000 cho nên giờ kêu đăng hình cũng chán đời lắm. Rồi sale chấn động bờ đê.
6.9 sale với 1.2 triệu. Rồi dây chuyền chiều dài 4 tấc sale cho giá 1.1 triệu, 4 tấc 2. Dạ, mệt cái ca này em mệt quá cho nên là thôi bà Quang Thủy bán được cái nào bán giúp em nha. Rồi em sale cho 1.1 triệu. Rồi chốt đơn em 7.3 triệu. Dạ, 7.3 triệu. Nhân viên tầm nói không có hàng á, nó chỉ chúc hình mà xong có hàng đó. Đa số đăng hình là còn hàng đó mà trả lời hết không ha cả nhà. 7.300.000 để tôi canh đứa nào tôi coi. Đa số là em đăng hình là em còn hàng em mới đăng đó. Không còn hàng là không dám đăng đó mấy chị. Mà vẫn trả lời hết luôn nha. 7.3 triệu sale cho 1.1 triệu. Rồi dây chuyền giùm em là 6.9 triệu giùm em. Dạ không, không có nói được chị ơi, 6.9 triệu. Nè sale luôn cho 1.1 triệu dây này luôn, lên luôn. Rồi chốt đồng em 6.290. Sale giá 1.1 triệu. 6.290 em sale cho giá 1.1 triệu. 6.29 sale cho 1.1 triệu. Rồi em chốt vô tình yêu Nguyễn Gu. Lên like gặp em đi cho nó nhanh khỏi rớt nước mắt nghe mấy chị. Rồi Nguyễn Gu đầu tiên sale cho 1.1 triệu. Và Nguyễn Kim Dung kế bên. Rồi 6.290. Rồi chị nào đầu chuyển liền giúp tôi nha bà ơi. Rồi những bông ngôi sao hoặc cao cấp từ A tới Á em sale cho 1.1 triệu. 1.1 luôn em, đồ đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi chốt đơn em đi tay em lo được nha. Rồi có gì à, ngày mai cho trong đồ cho cái tin nữ bản đi cho vô trong sớm. 6.558.550. 8.550.000. Ủa mấy em đăng hình gì trên chi mà mấy em trả lời hết không nha. Đa số là chị đăng hình là còn hàng chị mới đăng mà mấy em. Mấy trả lời cho hết không cho nó nhanh thích bà. 8.550. Không, ai hôm nay ai cũng vậy mấy ông nội. Nghe giống như Cẩm Hường ví dụ như 54 cái trả lời 50 rồi cuối cùng 54 còn 50 có đâu lấy. Trả lời tào lao không à, cái còn thì trả lời hết mà hết trả lời còn tiêu rồi. 6.550 Ngọc Nguyễn, 8.550 nghe em ơi xin lỗi em chị nói lộn. 6. Rồi, bây giờ chốt đơn hết. Rồi vòng tay, rột banh cứng ni tay 4.850. Chỗ này có chỉnh sửa cắt ni chỗ này nha. Em sale cho 1.1 triệu gam nè, chỉnh sửa cắt ni chỗ này. Mấy chị mua trên livestream cho nó nhanh đi mấy chị nha. À, trai đẹp kìa, và trai đẹp đi toilet. Rồi chốt đơn, à, mấy chị nhanh chưa. Rồi ni tay 4.850-52 có chỗ chỉnh sửa cắt ni chỗ này. Rồi em chốt đơn cho 17.400. 17.4 sale cho 1.1 triệu. 1.1 17.400.000 sale cho 1.1 triệu. Dòng cặp này cắt ni được em có 2 cặp ni tay 54 trở lại giùm em, đẹp lắm nha mấy chị. Móc máy của nó là móc máy 9D hàng cao cấp, cắt ni không có ra ni được. Ni tay maximum là 54 giùm em sale cho 1.2 triệu, em có 2 cặp. Xã Anh Lan 145 xã gì nè, chút xíu lấy ra con ơi. Rồi ok. Rồi để chốt cho 1.1 triệu. Rồi 2.2 triệu chứ xin lỗi mấy chị có khóa nha. 11.880.000 đây. 11.880.000 đeo cặp tuyệt vời, chưa tới giá 1.2 triệu nha. À, em đang đeo đi tay 54, chị nào mà muốn đeo rộng rộng cặp gì cũng được, còn không thì cắt ni. Rồi lên đơn. Và dòng ban nãy là 17.400 sale cho 1.1 triệu. Dòng cặp chốt đơn giùm em là 11.880.000 sale cho 1.2 triệu. Cặp 11.880 sale cho 1.2 lên. Lâu lâu nó có cặp nha. Dòng ban em sale cho 1.1 triệu. Rồi dây chuyền nam nữ đeo được dây thang 4 tấc 2. Rồi em sale cho giá 1.2 triệu giùm em, một cộng duy nhất. Lên đơn cho 1.2 triệu. Chốt giúp em là 9.3 triệu. À, 11.880 cho bay cơ kim vào 1.188. Rồi có 2 set nè con. Lên. Rồi ok hết nha. Dòng cặp em hết, chốt chắc bill chắc lội giùm em nha. Chắc như bắp. Rồi 1188 em hết, chốt cho Ngọc Diễm. Ba nó đi 48.50-52 có chỗ cắt ni. Kệ nó mấy chị. Tại em bán em kỹ em chỉ mấy chị chứ mấy chị đâu thấy, tại ba nó sẽ chạy mà. Rồi em chốt tình yêu Ngọc Diễm xe 1.2 triệu. Rồi bé hết. Nè con dòng nè con hết rồi nè. À Nguyễn Thí Hằng em để mà Mỹ Hằng kế bên. Xe 1.2 triệu. Rồi em hết.
Rồi dây chuyền chốt đơn em xem 1 triệu 2 9 triệu 3 9 triệu 3 855 xã Ngọc Nguyễn. Rồi cho em 4 tắc 2 lên. Nhận được hàng 6 không? Cô chỉ bòn bon bé tiền dư. Cô chuyển lên chỉ bòn bon bé. Chị về ngày mai lên cho nhanh gọn lẹ mẫu ơi. Trong buổi sáng chế liền. Ok ok chế ok chế ok chế. Tại bây giờ đi chơi 9 triệu 3 triệu dài 4 tắc 2 xeo giá 1 triệu 2 lên. Dòng này đeo chồng vô luôn nhầm em đó cả nhà. Rồi chị Dương Anh chốt đơn. Rồi hết trơn lên. Ni tai 4, ni tai 50. Ni tai 50, 52, 53 đeo dược. Con chuột ở đây. Em sell cho giá 1 triệu 100 ngàn luôn. Đeo chồng vô luôn nghe mấy chị. Lấy xà bông chồng vô. 50, 52, 53 đeo dừa. Chú giùm em là 14 triệu 250 ngàn. Con heo à. Rồi em sell cho giá 1 triệu 1 gram. Xỏ lùn qua đeo luôn nha. Phước Lộc Thọ 14 triệu 240. Sell giá 1 triệu 1. Lên 1424 1424. Rồi dây chuyền bi 4 tắc 2 sell giá 1 triệu 2. Nhỏ nhỏ xinh xinh đi làm đeo cho nó dễ thương. Rồi chốt đơn giúp em à, sell ghê vậy hả. 5 triệu 120 ngàn sell bi luôn cho 1 triệu 2. Vậy là lại cho mấy chị ghê chứ. Mấy chị phải sợ em chứ à, mấy chị phải rén em chứ. 512 sell giá 1 triệu 2. Dòng 3 con heo sell giá 1 triệu 1. À nè mấy chị, ni tay 50, 52, 53 chấm bi kim cương nha mấy chị. Chị có việc là mấy chị phải xỏ cái này vô. Mấy chị phải đeo gì? Đeo như em gì nè. Quá trời dễ thương. Rồi Lan Ca Quỳnh 512. Rồi em hết. Rồi Nguyễn Thí giùm em mã sao cho 512. Em đang đeo là 14 triệu 200. Sao giá 1 triệu 1. Hết. Rồi em có một cái dòng IOL. Ni tay em đang cầm là ni tay 48, 49, 50 đeo dừa. Ni tay lớn hơn chỉnh sửa ni vô tư. Em sell cho 1 triệu 1. Dạ si me đeo chồng vô luôn mấy chị. 14 triệu 200. Sell giá 1 triệu 1. Rồi dòng IXL sell cho 1 triệu 1. 23 triệu 507. Ok mai Vinh về Vinh coi. Cô có chí vỏ bảo trăm với cho bòn bon bé. Ngày mai lên đi việc có đó duyên mẫu ơi. 23 triệu 507 sell cho 1 triệu 1. 23 triệu 507 sell cho 11. Này gánh gánh là lau cái bụng chỗ này nè. Quầy ai tự lau, lau luôn dách này dách trong cho chị luôn. Dơ hèm đen thôi. Mai mốt lau kiến là lau luôn chỗ bụng này nha. Giờ quầy ai ngồi đó tự lau nhanh lên. À, 23 triệu 507 lấy khăn là lau lau chỗ bụng luôn. 2357 sell cho 1 triệu 1. Rồi em chốt đơn với chị luôn. Sell cho 1 triệu 1 bạc trà lòi. Đẹp giả mang cho mấy chị con cái một duy nhất. Em xe cho giá 1 triệu 1. Em lên hàng đẹp da độc trắng. Tao nói trắng tiết như là bạch tiết bảy chú lùng à, mà đóng da bạch tiết mà đóng da bảy chú lùng đâu nha. Rồi mặt này em chốt đơn cho 12 triệu 840. 12 triệu 840 ngàn cho chai nước Hưng ơi. 1, 2, 3, 5, 7 tao mua rồi nè dẻo. Rồi một cái những bia ghé xéo. Xéo cho 1 triệu 1. Hằng Bi đừng để xuống thoại lên trên đây nghe chế. Chốt hàng những chiếc chân này giúp em. Số tài khoản nhà em là 2427. Hằng Bi khách mới có lưu ý. 12 triệu 837 ngàn sell cho 1 triệu 1 à. Rồi dòng bi có một chỗ bị mớp. Dòng bi em bé nè. Em bà thấy không? Ai đâu thấy mà tôi chỉ nè thấy không? Có một chỗ mớp nhẹ xíu thôi. Sell cho 1 triệu 1 em bé. Cái nó tu nhị đó mấy chị. Bán bán gì đam mê chứ có bán gì lời lớn hay lợi nhuận gì đâu. Mấy chị sẽ khó kiếm một người như em mà bán mà tỉ mỉ một chấm kim em cũng chỉ nữa. Cho nên đừng có chuyện là mấy chị sẽ nghĩ là bán đồ rẻ rồi sẽ lộ lỗi. Ngay cả lỗi mà không thấy em còn chỉ cho thấy nữa kìa. 5 triệu rưỡi em chốt cho giá 1 triệu 1. Rồi dòng tay em bé 5 triệu 38 ngàn. Con chỗ mớp nhẹ trên cái bi này nha. Nhìn kỹ mới thấy nha. 5 triệu 038. Rồi em chốt vòng tay cho Lê Nguyên em bé phải không cưng ơi. Chỉ nghe mấy chị. Bán chị chấm kim cũng chỉ nó. Chứ không có phải cái chuyện mà ham bán mà bỏ mất uy tín à. Rồi Trương Cúc giùm em mã sao.
5038 nha. Rồi đầu tiên lại kia. Rồi nhận chốt đơn em 5,5 triệu. Hoa lại tháng 9 55 là nhận. Ok. Dạ, yeah. Phạm Mỹ ta à, Hảo Quỳnh trước. Hảo Quỳnh mã sao cho 55 rồi hết. Ok. Xong sạch. Rồi ok, chốt đơn hết. Rồi nhẫn này em sale cho mấy chị luôn giá 1 triệu 1 gam. Nhẫn 4 tầng hộp dép luôn mà em sale trơn triệu, ni tay 12, 11 trở lên. 55 sale trơn 1 triệu 1. Mặt dây chuyền 12,837 ngàn. À. Rồi chốt em 6 triệu 6 cho nhẫn này dùm em sao sao. Mai mốt vào lao lao luôn đó mấy cơ, nhìn vô dơ hèn mà. À. Đẩy mã cho bạn mà chút xíu băng kéo sau đi, mình đẩy rồi mà không có hình này thông cảm tôi, nó qua lâu quá rồi. Giờ này mà kiếm lấy cái hình của em là không có làm ăn gì được luôn. 66 sale trơn triệu. Rồi chốt đơn 66 sale triệu. Mặt dây chuyền 12,803 sale trơn triệu 1. 1283 sale cho 11. Tôi đẩy rồi mà nó không có vô bà ơi, chứ mấy tôi không đẩy, tôi đẩy bà 3 lần mà tin nhắn nó không có vô. ISL học ghép luôn, em mới chị nhìn lòng trong nhà em chưa, đẹp giả man chưa, tao nói bóng lón nó giữa cuộc đời luôn mà em sale trơn triệu 1. Sale trơn triệu 1. Rồi Ngọc Nguyễn chốt tôi 6 triệu. À, Lê Nguyễn trước nè. Rồi chốt Lê Nguyễn 66 sale 1 triệu. Ok cái yêu, chúc mừng. Rồi em chốt đơn cho giá 1 triệu 1. 4 triệu 700 ngàn nhà mang. Sóc đơn chống nắng cho hàng mi giỏ nè em ơi. Dạ yeah, mặc 1 triệu 1 em chốt tình yêu Thanh Loan. 4 triệu 720 ngàn sale 11. Rồi 4720 hết. Dòng đang đeo 14 triệu 200. 47 Trinh Lê mã sao. Hết rồi. Không còn. Nhẫn nam siêu đẹp trai. Trời đẹp dễ sợ chưa. Nam giờ mua 1,4 triệu sale trong 1,2 triệu. 5,4 triệu sale trong 1,2 triệu. Sale 20% tương đương 200 ngàn gam. Rồi chốt đơn em 12,240. 12,240 ngàn. 5,1 lòng trong có giác lòng không thua gì kim cương hộp sòn hay cả nhà ơi. Quá trời sáng. 1,2,2 buồn sale giá 1,2 triệu. Mặt chữ T đây dây 14 gam ok. Mặt chữ T này 6,8 triệu nè. 6,8 triệu. Nhận đó chị, ni từ ni số 12 tới số 16 đều được. Rồi mặt này em sale trơn 1,1 triệu. Chữ T đây dây 14 gam là quá tuyệt vời. 6,8 triệu. Rồi chốt. Rồi em có một cái dòng Gucci ni tay 48-50 em sale trơn 1,1 triệu. Rồi bây giờ mua rẻ quá trời luôn á mấy chị, mà đồ đẹp không? Đồ đẹp không? Chốt em 14,500. À đúng rồi, 14,500. Ni tay 48-49-50 sale được. Không có tê vương miệng, tê vương miệng đeo không 14 gam không vừa, đeo dây 5 gam, 7 gam. Rồi em chốt tình yêu Quanh Thủy, ni tay vô tư. Ni tay vô tư rồi, qua em hết. À, em có nhẫn nam này siêu đẹp trai nè mấy chị. Quanh Thủy đầu tiên mèo da kế bên nha. À, rồi em để sao cho mèo da. Rồi chị đầu tiên chị nhanh không, em bán cho chị sau luôn nha cả nhà. Rồi nhẫn nam sale cho 1,2 triệu mà đẹp quá, chiếc nhẫn này ai bỏ lỡ uổng nè. 11,770 ngàn. 11,770. Sòn dắt trưa băng ơi. Khúc này dắt tối tôi lên ý nha. À, 11,770 ngàn. Chị mua sòn canh buổi trưa giúp tôi nha. Rồi sale giá 1,2 triệu. 11,770 sale cho 1,2 triệu. Rồi dây chuyền 3 tấc 8 nè. Em sale cho 1,1 triệu dây em bé. Dây bánh ú em bé 3 tấc 8 em sale cho 1,1 triệu. À, dòng với nhẫn hắc cam khúc này không có đồ hiệu rồi bà ơi. Hiệu chắc ngày ngày mai ngày mốt quá. 9,680 ngàn. 9,680 sale cho 1,1 triệu. À, để em coi có chế là gì nha. Có chế Long Nguyễn sóc đơn, chế Long Nguyễn hơi lâu nè, hơi giận rồi nè. Để em coi liền nghe chế em. Có tin nhắn chế Long Nguyễn các con ơi. Rồi em chốt đơn cho giá 1,100,000 một gam. 9,680. Kỳ quá ha. Kỳ chặt cái kỳ bỏ nha. 9,680. Nhẫn nam là 11,770 ngàn. Đẹp chưa mấy chị. Sale có 1,2 triệu. Coi tin nhắn chế Long Nguyễn các con ơi. À, đẹp giả mang cho mấy chị gái. Sale giá 1,2 triệu. À, mặt chữ S không có. Cục viền chữ S không có. Rồi em có một cái mặt này. Em sale cho giá 1,1 triệu một gam.
1.100.000 rồi chúc đơn 5g02 sale trong 11 dòng đang đeo 54 vừa không vừa chế 54 vừa luôn chứ 5522 sale cho giá 1.1.000.000 5522 em sale cho 1.100.000 một gam lên đơn. Dòng LG là dòng gì em đi? Em đi comment cái LG hoài mà chị đơn LG nó có nhiều cái loại LG lắm. 5522 chốt đơn. Rồi vậy là 14.200.000 chú tình yêu Vương Anh. Đeo chứ đeo xà bông vô nha. 142 hình như em sale có 1.1.000.000. Mà nè chị em nghĩ 54 không vừa, 52 vừa chứ ơi. Bà xã luôn kia nha, cái này em nghĩ 54 vô đứt tay à. 54 vô không được, 52 được chứ. 52 được. Chứ lấy không được đâu, 5522. Rồi ok tình yêu thu đổ, lên. 52 không vừa bạn ơi, bạn già ơi. 52 không vừa. 5522. Sale giá 1.1.000.000. Rồi dây chuyền chốt đơn cho 1.1.000.000 3 tắc 8 mấy chị. Sánh vuông ngày mai giúp em nha. Em lên đơn cho 1.100.000 một gam 3 tắc 8 với em bé, trời ơi mấy chị. Dây này form của nó tới 18.500.000, form nó lớn á. Tại hơi ngắn cho nên em xả. Hơi ngắn cho nên em xả đó. Nè dây mì kim cương nhỏ 4 tấc. Mì kim cương nhỏ 4 tấc em sale cho 1.200.000. Chưa lên ý, buổi sáng lên về 18 con à, chưa lên sòn mấy chị ơi. Rồi chốt giùm em 5.040.000. 5040 kim cương bánh ú sale giá 1.200.000. 504 xe 12 trời ơi rẻ quá mua nhanh ai bỏ lỡ tiếc đó. Rồi em chốt cho sợi dây chuyền đây có chạm cát nha mấy chị, trời ơi mang nha con 1.200.000 gam mấy bà mua sướng như lắm xuống. Rồi em chốt là tình yêu Nguyệt Thanh à, dây con heo có đó chị. 5040 xe giá 1.200.000 em hết. Rồi chiều dài 53-54kg đeo được dây dưa chạm cát em sale giá 1.200.000. Rồi chốt đơn xe cho 12 10g 6, 13. Rồi chốt đơn em 12.750.000. 12.750 xe cho giá 1.200.000. 12.750. Rồi lên đơn 12.75 xe cho 12. Vậy mày 5.040.000 hết rồi. Rồi em chốt tình yêu Trang Huỳnh 12.75 xe 12. Rồi em hết nha mấy chị ơi, mấy chị mua gì mà đã dữ hơn trời, chứ rẻ quá trời mà. Gặp tôi là khách tôi cũng mua. Ta bán từ 1.500.000 cho lên này, bán con 1.000.000 tới 1.300.000. Sướng muốn chết. Rồi dây chuyền. Dây chuyền bông mai 4 tấc 2. Sáng giới luôn nè. Em sale cái giá 1.200.000, lá lớn sắc nhẹ. Rồi thanh đòn tôi để thanh đòn kế bên mã sao 1275. Rồi dây chuyền em sale nè, phong lớn nha mấy chị. Ồ bán riết rồi ra giá ngủ ngang cuộc đời. 20.880.000 chiều dài 4 tấc 2. Mập như em 53-54kg vẫn đeo 4 tấc 2 được nha. Đeo 45 mấy gì sẵn mấy chị đeo vậy nó dài mà nó già nó. Trời ơi nó đẹp mấy bà ơi. Chốt like xả like giùm tôi cho công đức vô lượng nha. 20.880.000 sale cho 1.200.000. Rẻ đẹp bèo nhèo. Lắc chân. Em sale cho 1.250.000 luôn. Của chị Ngọc Điệp ở nước ngoài ở Việt Nam em ơi. Con chị Ngọc Điệp đi em ơi. Ngày nào chị cũng mắng dục tao hết trơn mày ơi. Nước ngoài 2 tuần 3 tuần nha bà cậu hỏi em 7-8 ngày là chưa nhận được. Còn Việt Nam thì em hỏi cho. Còn nước ngoài em nhớ bà ở nước ngoài. Rồi lắc chân chốt đơn em 8.125.000. Nước ngoài có 2 tuần trở lên mới nhận được đó mấy chị. 8.125.000. Đeo chân được, đeo tay được. Rồi em chốt tình yêu Cẩm Thí 20.880.000 xe 1.200.000. Rồi 8.125.000 chốt tình yêu Biker xe 1.250.000. Rồi hết. Lắc chân hết, dây hết, lên nhanh ha. Hết rồi 8.125.000 tới lúc bán rẻ bà mua quá trời. Rồi chốt đơn. Nhầm lúc mấy chị nhầm bill. Cứ bill con khùng gì chứ bữa trước bữa sau 2 ngày người ta nhận rồi. Có biểu để đâu hai tầng hỏi không biết vụ gì chứ. Làm như nó cũng có cơm á mấy chị. Tự nhiên có bill có nó 2 ngày cái người ta nhận được rồi. Có bill có nó 2 tầng em không hiểu nổi, nó không có đi đều đều mấy chị, nó giống như giông bão mưa xa vậy đó. Có bill có đơn tự nhiên 2-3 ngày khách nhận được à. Đường đâu? Trời ơi Bình Dương ha. Bảo Bình Dương ha, nó bảo nước ngoài luôn, tưởng Việt Kiều luôn. Không nhìn mặt giống Việt Kiều quá mà trời xạo đứng nít đây nè, tôi xạo tiếp tục tập 3. 14.150.000.
14150. Kim cương ngôi sao 4 tấc 2 nha. Này nữa cái này lao nè. Rồi dán đây xấu không ta dữ à trời. Ai cho dán đây hả? À? Đụng đầu dán chịu đi. Rồi 14.150.000 em để sao cho ai like em ai? À, 2088. Phong lớn đó chị, phong tới 18, 19, 20 triệu đó mấy chị. Bây giờ còn 14.150.000. Bích Trần giùm tôi. Cái áo cái áo tuần sau có. Nó nhắc chị đặt cái áo vô, đặt cái áo nhỏ, cái áo lớn giúp em. Mở thứ 5 đi. Rồi xem 1.200.000. Bích Trần trước, Trang Nguyễn kế bên. Trang Nguyễn kế bên, rồi hết. Rồi dây nhỏ giùm em nè. Rồi em chốt cho mấy chị luôn dây lá 4 tấc 2. Em sale cho giá 1.200.000 một gam dây caro. Hình bầu sale giá 1.200.000 lên. Rồi chốt đơn em 10.560.000. 10.560.000 chiều dài 4 tấc 2. 10.560.000. Sale giá 1.200.000. Dạ chị bên này cái đeo vàng Việt Nam ha, kệ Việt Nam đẹp nhất Việt Nam muôn năm. Sale 1.200.000 hết. À, rồi em chốt đơn cho dây mì kim cương 4 tấc 2. Sale cho giá 1.200.000. Rồi dây đó chốt cho Quỳnh Phương mấy bạn yêu ơi. Loại nhỏ, loại nhẹ, hàng độc 5.400.000. 5.400.000 sale cho giá 1.200.000. 5.400.000 sale 1.200.000. Rồi chốt đơn 54. Rồi sale cho 1.200.000 chiều dài 4 tấc 2 mấy chị. Rồi Thanh Thúy giúp em 54, dạ có 4 tắc 2 nha chứ không có 5 tắc à. Em mua xong cái mất công với chị xã mới chỉ 5 tắc. Rồi Ngân Đặng mã sao. Rồi đầu tiên là bạn kia, cái bên là bạn nọ hết. Vô cho đúng giùm tôi dẹo ơi. Nhẫn nam siêu đẹp trai, chớp nhá với cái đèn pin xe hơi. Em sell nhẫn nam 1.450.000, em sell cho 1.200.000 đi tay chỉnh đi vô tư. Rồi chốt đơn nam lên giúp em là 13.100.000. 13.100.000 đẹp không tôi dọc sòn nha mấy chị ơi. 13.100.000 sale giá 1.200.000. 1.450.000 đó. 1.450.000. Bán cái đồ nhỏ nhỏ đó. Cục bi nè mấy chị. À 9 ly 10 ly. Hàng cao cấp nha mấy chị. Hộp của nó nhận như hộp sòn. Y như nhận hộp sòn kim cương. Sale trong 1.200.000 có 2 cục. Rồi chút đơm em 2.500.000 20. Chị nào có dây mì xỏ luôn ở luôn. Cái này đây dây mì, dây bi, dây thẻ được luôn nha. Dây sắn thì hơi bị thô, hơi bị hút. Rồi 2.520.000 2 cục xe 1.200.000. Rồi chốt đơn hết à. Rồi em không còn. Còn chốt cho 5 cục đi con. 2.520.000 này Kim Châu Sa Lê nè. Chị Nhã Phương giúp em xe có 1.200.000 mà đẹp độc lạ lắm mấy chị. Và Phạm Mỹ Tâm giùm em Tuấn Đông. Trong tủ sách cô còn nha. Cái đó có hết rồi báo cô nó cô lên lên. Rồi ok em hết rồi mấy chị ơi. Bán vừa rẻ vừa độc vừa đẹp nữa mà có 1.200.000 gam. Rồi Phượng Trần, Quỳnh Nhi, Kim Châu Sa Lê, Tho Phan. Đáng là bán cục hai cục rồi đó mà giờ lấy tủ sách cả bán luôn đó. Rồi bé Vinh hết 2.520.000 nha. 2.520.000 rồi chốt sạch. Rồi mặt trà nồi này em có 2 cái em sale trong 1.200.000. Rồi y chang như mặt sòn em bán về Cà Mau nha. Sale giá 1.200.000. Rồi chốt đơn giúp em 4.560.000. 4.560.000. 4.560.000 mai tôi lên sóng bự cho mấy bà với đồ số lượng. À, cái này em có số lượng 1-2 rồi thôi. 4.560.000 xả 1.200.000. Rồi cái những đuôi phụng luôn em quá trời đẹp nè mấy chị. À, mẫu bông, mẫu vuông, mẫu tròn dễ tìm, mẫu phụng khó tìm, xem 1.1 triệu. 4.560.000 Mỹ Dung. Rồi hết trơn Mỹ Dung, ok xong sạch. Rồi em sale cho 1.1 triệu. Lên đơn em 9.702.000. 9.702. Lê Ngọc Thúy mới chốt các tiền hay sao gái yêu. Rồi để Vinh coi liền cho cục cưng ơi. 9.702.000. Tại giờ mọi người đang tập trung chốt đơn rồi đâu có thời gian đâu mà ngồi trả lời tin nhắn. Em cứ chuyển đúng số tài khoản sau lưng trên đầu Vinh là được. Buổi trưa là sòn. Buổi sáng là từ bắt đầu chủ nhật trở lên làm xe bán 18. Tối là ý. Rồi 9.702 sale trơn 1.1 triệu. Chốt. Em kêu con ơi. Rồi dây chuyền 4 tấc 2 với caro dưa em sale trơn 1.2 triệu.
đẹp dã man, sale cho 12 lên. Rồi chốt đơn luôn em này. 11 triệu. 11 em sale cho giá 1,2 triệu. 11 triệu em sale cho 12, ai bỏ lỡ tiếc nha. Caro đẹp gái luôn đó mấy chị. Em sale cho giá 1,2 triệu. Lên. Nguyễn Allen Thanh Đoàn. Mua nhanh. 11 sale giá 1,2 triệu. Tối ngày chồng tôi có, chị Dương Anh ơi con vô cục châu ơi, chị Dương Anh đi con. À, rồi Thanh Đoàn mã sao nè bà ơi, mã sao nè. 11 triệu sale 1,2 triệu hết. Nãy tôi lại like cái thiết ba mày nói tao không? Ngủ đi. Ờ, tại nãy tao sao ma cái tao kêu. Trời ơi mấy chị đèn nó chớp cái dãy mấy chị. Em nói tụi như đèn chớp đi trời, bây giờ lẹ coi. Vậy lẹ. Anh chồng tôi đang thuộc đi ra không biết vụ gì mấy bà chạy về đèn chớp tôi sợ ma. Cái giờ chồng tôi về đã, chồng tôi tắm rửa leo lên giường. Cái tôi đi livestream ông nói ôi khùng cái gì vậy trời. À, đang ông nói đang cầm cái cơ thuộc gì nè mà điện dãy giờ giữ trời thiên. Mà biết vụ gì đâu. Về lẹ coi về lẹ. Vậy trời ơi tự nhiên cái đèn nó chớp sợ ma. Cái xong cái ông ba tôi tắm rửa đi lên cái hỏi đâu à? Hai mặt đậm đâu chứ mà khùng như mặt cái đầm tấm biển cái đâu à? Đi live chim. Trời đó nó ui khùng cái gì vậy trời. Chở em nha mấy chị, 9 triệu tư em sale cho 1,2 triệu. 9 triệu tư sale cho 1,2 triệu. Hào ơi mẹ muốn mẹ hơi sợ ma trời ơi. Con mi mà thương mẹ đừng gặp mẹ nghe tội nghiệp mẹ. Ôi trời ơi tôi thông cảm tôi đi. Tôi sợ dữ lắm. Trời ạ. Rồi tôi hết rồi. Cử gì đó sao ma mày cần. Ông đang cầm cái thuộc thôi tôi về lại. Mà mấy chị biết cái nốt em mấy chị. Cái nốt em cho có từ tốn nhỏ nhẹ với mấy chị thôi. Còn mà em nói chuyện với chồng em một cái đó nghe nó như cái lo phát thanh cho nó mấy chị em giải. Giải dữ lắm. Chồng em nói một câu mà mỗi lần mà chồng em mà. Em mà nói cái đời này coi như bỏ. Đời này coi như bỏ đó chị tao không gặp em. Xe 4 tắc 2 nè mấy chị. Dây ấy luôn em 11 triệu hết rồi. Cũng để sao cho cô Kim nhanh cái dây 11 triệu đi con. Bà đầu mà không chỉ là bán cho bà sao liền nha. Dạ em đang ở Long Xuyên An Giang à, miền đất Bắc Hồ á. Ở Bắc Tôn lột. Rồi chốt đơn em 9.977.000. Ê cọp sợ ma lắm nha xui. Cọp sợ ma nha à, 9.977 xui ơi cọp sợ ma. Tôi nói bà hồi đó nha. Tí mẹ tôi hay cái model là đi bán sáng bỏ quên hoài túi nhà. Tôi đói tôi không có tiền ăn nha. Mà tôi đợi anh hai tôi về đó 3.000 là tôi ăn được tô bún riêu. 2.000 là ăn được tô bún riêu. Mà tôi tắm á, tôi sợ ma gọi là kỷ lục luôn. Là tôi không có dám đi ngang bàn thờ của ông nội bà nội tôi tưởng tượng là ông nội bà nội tôi thọt cái tay bắt cái giò tôi lại. Nhiều khi bắt chớm nha mấy chị đi ngang cánh cửa này nè. Nó vướng ngay cạnh bàn chờ, nó vướng cạnh cửa, nó muốn gãy lưng vậy đó. Mà không có tiền ăn nha, chứ dám mướn nguyên liệu cái bên mày đứng ngay chỗ cánh cửa cho tao. Tao trả mày 2.000, 3.000 liền. Đói nha, cái bụng meo gâu đó, tôi ốm đen tôi lùi như là, tôi nói như là bên mấy đứa con nít bên châu Phi vậy đó, cái đầu trời giờ à, mấy ba ơi. Mà chiều ngày nào cũng mướn nó 3.000 đồng bạc, mày đứng ngay chỗ kẹt cửa, mày coi chừng tao thay đồ liền. Không có tiền ăn nghe mấy chị, đói le lử đi mấy chị, mà dám mướn nhỏ cái bên, đứng cái bên thay đồ. Tại vì hồi nhỏ con mình tôi ở nhà, tí mẹ tôi bán hết trơn rồi trời. Hồi nhỏ mà tôi còn vậy đó mấy chị. Đó, rồi chúc đời em 9977. Thùy Lâm giùm tôi. Hoa giúp tôi sale cho 1,2 triệu. Lên. Rồi chốt giùm em 4 tắc 2 sale cho 1,2 triệu. Thiệt mấy chị, sợ dữ lắm. Thông cảm giúp tôi nha. À, ai mà giống như mà ai mà thương thương tôi, tội nghiệp tôi đừng có cảm ơn lại cảm ơn viên với mẫu đồ đi đừng có kiếm tôi. Đây. 5.555.000 4 số 5. Thôi gì ba ơi, tội nghiệp tôi ba ơi. Tôi có sao tôi nói vậy à, tôi nói sợ. À, đây, chốt đơn tôi. Dạ, à, Vinh Nhẫn Nam bên yêu nha. Chị Vinh ơi, Nhẫn Nam mà lên biêu Nhẫn Nữ ha. Trời ơi, nhân viên tôi nó di diệu với ta. Có đơn đó mấy bà còn. Viết em la đã mắc mệt đó mấy chị. Cái em về em nói em sẽ hạ sát. Tôi nói hai đứa, cái em về em suy nghĩ. Rồi làm gì trời. Rồi thôi, ngủ luôn. Nghỉ luôn mấy chị. Rồi em sale cho 1,2 triệu. Dạ em nói cái vụ nhân viên đuổi đuổi chưa có đuổi được mấy chị. Em nở. À để mà mấy nhỏ này để mấy chị nó lại. Em chốt đơn cho 9.504.000 sale cho 1,2 triệu. 3 số 5 tao mua rồi dịu ơn. Tao đi tới trên núi ông cấm nó chở nó màn chưa quay ra nữa.
cho dục mày nó qua núi một két bây giờ à. 9,5 triệu sale cho 1,2 triệu. À, dây dưa. Tôi ác chưa được. Để từ từ tôi học ác, tôi chưa có ác được mấy ông nội ơi. Tôi chưa có nhẫn tâm được. Rồi sale cho 1,2 gia quy nè. Nói không mà chưa làm. Còn công chuyện nghe nói rồi mà còn nhân viên tôi chưa, tôi còn hơi cắt đến 50 được bạn già ơi, bà chuyển đi. Mấy chị ơi nhớ giúp em nha, bên em không có thu hộ trên 20 triệu được. Thí dụ lỡ nha, thu hộ trên 20 triệu. Mấy bà vui lòng chuyển thêm lần 2 vẫn là số tài khoản ban đầu 24-27 giúp em. Cắt được Phúc ơi vô trong nói nhân viên giúp tôi. Có chuyển thêm lần 2 thì vui lòng hỗ trợ chuyển thêm nha. Để có anh chị trên Đà Lạt có chữ tôi dạy hết trơn nào thôi. Nói nhà mày đi mà cho em. Tao chưa có giữ được cái gì hết trơn, bắt tao chuyển làm sao chưa được cái nắm cán hết trơn, mày nắm hết trơn rồi. Cái tôi cũng không biết đường đâu, tôi nói giờ không cảm, bây giờ một là bà chuyển thêm 2 xã, bây giờ công ty đi đâu được đâu. 5,750,000 nói trước chết bỏ, đừng lo lắng lăn tăn. Vinh còn yên ở đây, nghe mấy chị, không có tầm bậy tầm bại với ai hết. 5,750. Nè, chốt đơn cho Hoàng Yến 1,2 triệu. Cho nên nếu mà sợ tôi bậy bạ là không có chuyện đó. Nha, chết bỏ không có bậy bạ. Đừng lo, mấy bà lo ai, mấy bà lo. Đối với gương mặt này, mấy chị đừng lo ha. À, gương mặt này đừng lo. Rồi tôi chốt xả luôn, chốt xuống luôn cho giá 1,2 triệu nha. Mình còn có 15 phút nữa thôi, tôi hứa chồng tôi về dắt cho đi massage cái bên. 37,400 sale cho giá 1,2 triệu. 37,4 sale giá 1,2 triệu. Đang lựa những bữa giờ mà chưa ưng nữa hả? Rồi để tôi lên cho bạn ưng nghe. Rồi nhẫn nam em có 5 chiếc đồng giá sale 1,2 triệu. Rồi vòng tay đi tay 48, 50, 52, 54 em sale giá 1,2 triệu. 37,400 giùm em. Đơn tối qua nó đang lên, ngày mai mới lên kịp á. Đừng lo mấy chị, tôi không có bậy bạ đâu. Em nói chung thì không ai tự khen nhau hết đó, nhưng mà mấy chị cảm nhận em à. Sale giá 1,2 triệu. Có chốt đơn hơn tào lao chứ không có vấn đề tào lao chuyện kia đâu, mấy chị đừng lo. Rồi 2,300,000. 2,3 triệu sale giá 1,2 triệu. Bữa nay lẻ xay chị sale nhiều hơn. Mà nói chung số lượng em cũng sale. Mà ví dụ chẳng hạn số lượng em sale gam 100, 150, 200. Lẻ xay gì em gam từ 200, 300, 400 á. Em sale nhiều rồi tôi chốt cho bạn Quỳnh. Rồi à, bây một ngày sale lẻ, một ngày sale số. Không phải số đề nha, số lượng nha trời. Nè con tao mua 2,3 triệu kìa con, tôi nghiệp mẹ không. Rồi với mì thun 4 tấc 2 sale cho 1,2 triệu. Mì thun 42 sale cho 1,2 triệu. Rồi chốt đơn giùm em là 1,8 triệu. 1,800,000. Dạ đây em sale cho giá 1,8 triệu, sale cho giá 1,2 triệu. 1,8 sale cho giá 1,2. Rồi lên đơn. Rồi em sale cho giá 1,2 triệu nha. Rồi chốt cho Zen là nó ngắn nha Zen ơi. Nó ngắn nha, mua cho con mình đeo được, còn mình đeo thêm tăng đường tôi nha. À, cho nên là chốt cho con đeo được, tặng thì được giùm tôi. Chốt mình đeo là cũng vừa. 37,400 là dòng. Hết rồi, 37,400 là dòng, sale cho giá 1,2 triệu. Rồi lên đơn chốt đơn 37,400. Sale cho 1,2. Rồi dây chuyền mì thun còn cộng đây 4 tấc 2, sale cho 1,2 triệu. Rồi chốt giùm em 1,720,000. Chiều dài 4 tấc giùm em. 1,720,000 với mì thun nhỏ nè, sale giá 1,2 triệu. 58 không có, cục diện ơi, 58 đang không có đây. Rồi 1,720 chốt cho ai đây? À, bạn Trúc Liên ta trước nè, tội nghiệp ta nè. À, Annie trước Trúc Liên. 1,72 chuyển nhanh, chuyển lẹ, thương nhiều. 1,72 vô lộn 2,72 là nói hay không? Rồi chốt đơn hết. Rồi nhẫn nam em có 5 chiếc. Em sale đồng giá 1,2 triệu, ghép chủ AMR cao cấp luôn em. Cái tay bạn nào cầm vô đây nghe Duyên ơi. Bạn Như với mấy bạn bóc vô đây ngày mai đi mua cái bao tay màu đen cho nó con ơi. Bao tay chống nắng mới chụp vô mâm đồ của chị nha. Ố hết trơn nha. À, đeo bao tay vô mai mốt cho tiệm vàng đi bao tay cho bị ghẻ lát hết trơn nè. À, cho nó đổ bị chày. Rồi nhẫn nam sale đồng giá 1,2 triệu 1 gam đi tay chỉnh sửa đi được. Còn mẫu điện cho con bé chứ mẫu ơi. Nói em gái chừng nào thiếu người tao kêu mày ơi, giờ khúc này tao kham không nổi. Có ai chịu hy sinh không? 12,144,000.
12144, những nam siêu cấp vô địch thủ đẹp trai như siêu nhân rau. Xe 1 triệu 2. 12.144 đi chỉnh sửa vô tư nè. Rồi những bầu kẹp em sale giá 1.2 triệu, 14.600. Những nam làm ni 13 được chốt đi Nguyễn Nguyễn. Cái ni chị đo được mà cưng. 12.144 lấy nha. Nè đẹp nè. Đẹp trai như cái lạng đúng không? 12.144 sale cho 1.2. Đây à, Nguyễn Nguyễn với Mai Ca. Rồi ai chuyển chú có đơn đi. Rồi tôi chốt với chiếc nhẫn con cọp nè. À, bộ kẹp nó kẹp tiền mấy chị ơi, đi tay chỉnh sửa đi được bao ngầu. 14.600 xe cho 1.2 triệu. Dạ rồi chị Hoa Hoa giùm em dây chuyền hết rồi. Trời giờ này mà mới lên tâm mất tiêu rồi. Rồi 14.600 xe cho 1.2 triệu. Rồi chốt cái xu lựu đạn tôi 14.600 xe 1.2 triệu. Rồi em chốt đơn chỗ này sale cho 1.2 triệu. Tập trung kiểm đồ đi. Rồi chốt đơn em 13.080.000 giùm em chỉnh sửa đi được. Học tròn không có chị đeo sao bao sáng chủ cho nữ nhân tạo 7 ly giùm em lên. 13.080 sale. 1 triệu heo. 13.080.000. 1.800 chị kia xả rồi để ngoài bán coi nhà này không biết được đâu kìa. Rồi nam chốt đơn giùm em. Rồi đây em chốt cái chiếc nhẫn dép này luôn giùm em. Sale giá 1.2 triệu. Rồi dây chuyền chốt 1.800 con nhớ của chị kia không con? Con chốt lại cho thằng Nguyễn. Rồi hết. Năm sau trang quách rồi. Em có sự hơi khùng nhẹ nè. Năm sau gán. Rồi 1.800 ta mua rồi mấy chị ơi. Chốt đơn 14.400 bên hông đây. WU à, sale giá 1.2 triệu. 14.400. 141. Diễm Diễm của chị bên kia xã mà chốt về Diễm Diễm đâu không con? Nhớ không? Nè vô chị Diễm Diễm đi. 14.400 sale giá 1.2 triệu. 144 sale cho 1.2. Rột ban mềm ni có mấy cái khóa mà nó hơi bị liệt liệt, nhớ thay cho người ta, ngày nãy người ta đeo nó rất trơn. Rồi nhẫn nam 14.407 chị mấy bạn ơi. Rồi bông sẹt bông mai. Sẹt bông mai sale giá 1.2 triệu. Đây sẹt bông mai em sale cho 1.2 triệu ra, mấy chị sẽ sẹt lên gì. Rồi chốt giúp em 29.30. Em nay cục vàng em về, em về chưa rồi? Chưa, mai lên sòn nha, chủ nhật em sẽ lên 18.610. 29.30. 1.2. Rồi giá hơn 29.30 tôi còn đôi một, tôi chốt cho nhanh nha. 293 xe 1.2 triệu. Hết rồi, ok gái. Nhẫn nam nhẹ gam có. Đây có chiếc này nhẹ gam quá trời mà đẹp luôn nè, có 965. 11.580. Bé liệu mã sao, dòng đinh đợi sáng giờ, đợi tới mai đi, mai lên số lượng có dòng đinh à, tại giờ đồ nó ra lẻ xay, nó có gì bán đó. Chủ nhật bán bơm, 246 bán số lượng, 357 bán lẻ xay. Chủ nhật bán bơm, chiều chủ nhật không bán à, chị bán có buổi giờ trưa chủ nhật thôi. Rồi nhẫn nam 13.8 là quỷ nào vậy? Đây. Trời chiếc này 11.580 nè. 11.580 chia ra cho mấy chị dễ mua. 11.580 đừng lên trễ quá. Ok ok, thôi ghé không lên trễ 12 giờ lên. Rồi em sale cho giá 1.199.000. Đẹp dữ lắm mấy chị. Đẹp dữ lắm à. Mà nó nhẹ nó, mấy chị nhìn đi, nhìn nó như mấy trăm triệu vậy đó mà nó có 11.580 thôi. 1.158 lên. À, dây chuyền 3 tấc 8, chị nào 4 tấc 4 tấc 2 thêm tăng đưa tổng ten giùm em được nha. Chắc 3 tấc 8 3 tấc rưỡi vậy thôi. Em sale cho 1.1 triệu. Vô coi tin nhắn là nhân viên coi, nhiệm vụ tôi chỉ có livestream thôi. Rồi bà nào bắn vốn em lên livestream bắn vốn giúp em, còn thương em đừng la bắn vốn livestream. Cái đầu nó giật bưng bưng. Ai muốn em sống thọ trẻ mãi không già ha. Dạ mấy chị kia giùm em là đơn giản là inbox em được rồi. Inbox em là được rồi. Mấy bà ghi nùi nùi quá em đọc cái em bị cái đầu nó giật bưng bưng, hai cổng dây với hai cổng dây điện nó giật tưng tưng với ông nội ơi.
96-80 cực khổ không sợ, sợ bắn vốn nha. Mấy bạn bắn vốn giúp em cũng cũng bắn vốn được, bắn vốn sẽ cái đường thôi, trai giải quyết nó. Mấy bạn đã ghi chữ inbox em đi. Rồi chốt đơn. Ủa 29-30 bông sẹt mày vô cho giá không cho con ô. Cái người ta mua mày không vô, mày vô cái người không mua không vậy bà. Rồi cử gì hả trời? Mày không sợ tao hả? Nè 96-80 nè con. Nhận nam 11.580 nè. Để sao cho Baker nè. Trời giống chạy xe mô tô với ta. Ờ à, mô tô hỗn hỗn. Hào ơi chơi Baker không? Baker là mô tô là hộp pizza nha không? Yeah trời ơi, bữa nay tôi phát triển dữ rồi. Rồi nhẫn mai em sale trân 1.1.000 lên. Ai chị bán vàng. Chị bán vàng cho bán cho chị luôn chứ không bán cho mẹ chồng gia Linh thôi rồi. Mẹ chồng bán hết nổi rồi giao rồi. Ba mẹ 70 rồi. Rồi chốt đơn em 8.100.000 em sale trân 1.1.000. Mấy bà lại tiệm được giá ưu đãi ưu tiên, mẫu tại tiệm em săn đẹp như vậy đó. Nhưng mà bây giờ em chỉ đủ cho chân tại tiệm là đồ cưới. Nhẫn trơn 24 cỡ nào cũng có, mua bao nhiêu lượng cũng có. Dạ, còn 18 thì 6, đa số là 610 nhiều hơn 600 nha. Mẫu em lấy 610 nhiều hơn 600, toàn mẫu công ty, hộp đẹp hết. Là em chưng đủ trong tủ là nhưng mà đầy vàng hết rồi mấy chị rồi. Còn em sẽ đang nhập về cho mấy chị mấy trăm lượng là để chủ nhật này em like, em lên toàn mẫu giống ý thôi, giá rẻ. Rồi 8 triệu mẫu em cháu trai đây. À, chị Thấm Nguyễn nè. Rồi chắc em Thâm Nguyễn 81 nè. Rồi hết đơn ok bé. 81 sale trong 1.1.000 1.1.000 hết trơn. À cho Kim Châu Sa Lê không kịp mà Kim Châu Sa Lê Kalim. À rồi nhẫn y chang như sòn luôn. Em sale trong 1.1.000. Kêu cho 1.1.000 lên nhanh mấy chị ơi, còn có 5 phút nữa. Rồi chốt đơn giùm em 9.053.000. 9.053 lên. 18 á, chủ nhật lên 9053 em sale cho giá 1.1.000. 18 si trắng được, bên nhà Vinh si trắng rất là đẹp. Nhà Vinh có bí quyết gia truyền già cho nên si trắng rất là đẹp. Hỏi bí quyết gia truyền thì không có chỉ nha. Rồi em chốt đơn với chị ni tai số 10, ni tai số 12. Rồi à, ni tai số 11, 12, 13 đeo được, nhẫn xoay. Giá ngày mai lên cục vàng ơi. À, Lùng Phạm Trường 9053 ok. Em sale cho 1.2.000 đi số 10, 11, 12. Đi 15 rồi ngủ không được. Nó đẹp ôi nó đẹp làm sao. 4.056.000 4056 xe 1.2.000 có 4056 xe 1.2 đi 12 là tình yêu Nga Lê nè. 4056 xe 1.2. Và bây giờ chuyển không nói mấy chị nghe thời buổi bây giờ lên tới cung trăng hút thuốc, dục tàn thuốc xả ô nhiễm môi trường trên bầu trời rồi. Cho nên mà giờ mà nói không biết chuyển khoản internet bên kia là rất là dở nha. Tập nghe mấy chị, phụ nữ bây giờ là phải nên tập nha, không biết phải tập cho biết. Dạ, không biết uống nguyên uống rượu uống tập uống cho nó vui xả dao. Chứ đừng uống lít lít như là nhân viên nhà tôi nhân dẹo. Đừng có bê tha bất lết quá nha, cũng phải tập cho nhậu nhẹt đồ chút đỉnh nghe mấy chị. 4056. À, rồi em có nhẫn một hộp này. Ni nhỏ này mấy chị, chờ hộp niêu nha. Hộp niêu, ni này có ni số 7, số 8, số 9, số 10, 11 thì gan đi. Rồi em chốt đơn cho 1.1.000. Ai dặn gì mà dặn, tôi có biết gì đâu tôi dặn. Từ từ đi, có gì đâu, dặn chút xíu. Chị like xong em kéo đường link, em nhớ thời gian nào đó em gửi qua anh chị đi. Nè tôi vô cho cái mã nè, 15.048 nè. Nhưng mà giờ tôi không nhớ like gì. Em chuyển cọc rồi chốt cho em nè. 6.732.000 sale trong 1.1.000. À, sẽ có vài chục món, khoảng 20 món công không đồng nha. Có trời ơi nhắc nhở tôi nữa nhỏ này vô tình. 6.8 sale trong 1.1.000 tôi biết rồi. Dòng đinh ngày mai tôi lên 6.8 sale trong 1.1.000. Rồi nhẫn này đi số 10 số 11 dùm em. Số 10 số 11 nha. Ờ à, là của ai vậy trời, không biết của ai nữa, tôi không biết vụ gì. Bị gói rồi là của, ủa Trâm Nguyễn với bạn kia là khác nhau hả? Tôi tưởng ngượng nổi ơi. Gọi em chốt đơn cho 2.830.000 2.830.000 em sale cho giá 1.2.000. À nhẫn một hộp có 6.800.000 thôi. Y chang như sòn luôn nè mấy chị. Y chang như sòn. Trời ơi 6 cháu ở trên hộp New Zealand cao cấp. Ni số 7, số 8.
à, chủ nhật mấy chị ơi, hèn chiều nay à, đâu có tại khai trương bán trên live stream chứ cũng có một cái tiệm một gì ha, không tiệm một à, à rồi 23 2830 cháu cha đây Hảo Quỳnh 283 xeo với 1,2 triệu. Bây giờ em bán tại tiệm, bây giờ 18 tại tiệm với 24 tại tiệm là em bán luôn á. Chị nào thích cách của em thì ghé em. Rồi Gucci hộp Amaro đây là đẹp chưa, em xeo cho giá 1,2 triệu lên. Rồi bây giờ chốt đơn cho 4,3 triệu. Trời ơi, đẹp chưa mấy chị. À, hàng này là hàng VIP luôn đó mấy chị nè. Lên tay nó gì nè, khỏi cần đeo sòng chỉ cho nó mệt nha mấy chị. Em xeo giá 1,2 triệu, chốt đơn 43 xeo cho 1,2 lên nhanh mấy chị ơi. Rồi 43 xeo cho 1,2. Rồi nhẫn này ni tay số 11 12, chốt đơn cho 1,1 triệu. Trên cháu có hộp tất cả là full đai mà cực kỳ đẹp, không thô không cộng tay. Rồi chốt cho Minh Huyền 43, Mai Khanh kế bên. Rồi chốt đơn em Minh Huyền, Mai Khanh kế bên. Ok cục vàng nha. Ok hai cục vàng. Rồi em xeo cho 1,1 triệu đi tay số 11 12, 8,2 50, 8,250,000. Rồi ok xả. Mặt trà nồi 4,6 triệu, qua mẫu lâu rồi không kiếm hình được cái ơi. Nhớ nha, nhiệm vụ xuống live stream là gì? Lép dẹo chuyển hình nha mày. 6,2 50. Phạm Mỹ Tâm với Hảo Quỳnh. Hảo Quỳnh từ giờ lấy bao nhiêu chiếc muội ơi? Hay mẹ bạn ơi, xin lỗi cho lỗi tụi mày, hay bạn lấy hết bạn nói nha, bạn xả cái nào bạn nói cho mình biết nha, tội nghiệp mình lắm đó. Rồi hết rồi, đây em có một đôi bông kèn, ô nó là trái câu lồng đèn, hàng đặc biệt, sale cho 1,2 triệu. 6,25 là gì? Tôi có 6,800,000 là này nè, giỏ năm bự buổi trưa mua, trưa bán sòn, sáng bán 18, mà 18 từ bắt đầu chủ nhật mới bán. Rồi à, rồi chốt đơn em. Em chốt cho mấy chị đôi bông này 9 triệu dùm em. 9 triệu. Rồi lên đơn em. Ni mấy ra chị à, sao 8 ni nhỏ ra ni được bình thường mà. Rồi chốt cho Ánh Tú 6 cháu xem 1,1 triệu. Rồi cảm ơn cục gì. Rồi làm đi vô tư. Rồi chốt bông tay em 9 triệu. To đùng đẹp gái, độc lạ. Độc lạ An Giang. Đây sale cho giá 1,2 triệu em ra. Dễ thương chưa? Em nói nghe nè, cái bạn diễn viên đó tên gì vậy bay? Thanh Trúc hả? Để tao lên live stream bản tao mua quần áo lại. Có qua có lợi. Nha, rồi mà tao đâu biết shop bán tên gì trời. Chốt cho bay cơ Juli 9 triệu xe 1,2 triệu. Nè con, này gì hả? 68 tao mua rồi này vậy? Trời ơi. Tao ra mày nhanh nhanh đưa đặt mày báo đời giống Phương bây giờ nè. Rồi 9 triệu xe 1,2 triệu bé hết. Rồi nhẫn giùm em xe cho 1,1 triệu. Chốt đơn giùm em 7 triệu. 7 triệu nhẫn ghép 5-6-7 tuần luôn. Em xe cho 1,1 triệu 7 triệu. 7 triệu xe 1,1. Ai bỏ lỡ tiếc nha. Nè, đẹp giả mang mẫu độc luôn. Mặt trà nồi, trà nồi xỏ luồn luôn. Hàn Quốc đi em ơi, được được em ơi, đây đẹp chưa. Em xe cho 1,1 triệu. Rồi em chốt cho ai đâu? 7 triệu. An An 7 triệu. Rồi bé hết nha cả nhà. Ở Pandora Ngọc chạy lên không kịp rồi. Phải chạy lên, chạy lên. Tôi bán vàng đắt gì đó mấy bà, thấy không? Bán rẻ mà đẹp. À, chốt đơn em 2,680,000 xe 1,1 triệu. Bình thường mua 3,5 triệu, bây giờ mua có 2,680 xe cho 1,1 triệu. Nè, xỏ luôn qua luôn. Mặc chữ T 6,8 tròn mà Thí Diễm ơi. Chưa từ từ vô 6,8 trước đây. 6,8 xe cho 1,1 triệu. Ok chữ T. Chưa từ đợi xíu. Nè con, tao mua trơn 7 triệu, 6,8 tao mua trơn rồi đợi sao đợi. Trời ơi đứng à, tao đứng mày à. Rồi vô An An tao 7 triệu chiếc nhẫn chưa. Trời ơi gái ơi, 2,680. Em chốt trai đây Nguyễn Giang với Hải Đăng. Ai nhanh bạn nó thắng nha. 2,68. Rồi chốt đơn Hải Đăng. Rồi An Giang hết. Nhẫn xoay ni tay số 10. Rồi em xe cho giá 1,1 triệu một gam. Nhẫn xoay ni tay số 10 sale cho 1,1 triệu gam nè cả nhà.
Rồi chốt đơn nó giúp em 6.3 triệu. Ni tay số 9 số 10 giùm em. À sốc được. Ok gái, mới chốt hồi chiều đúng không? Phải chi ra Duyên ơi, chốt hồi trưa buổi chiều mai trả lời mấy chị lo. Rồi 63 ni tay số 9 số 10 đeo được. Nè con 26 80, trời vô hai ba ngừ luôn. Trời cái gì đứng luôn rồi, rồi tôi khổ nữa rồi. Tao quýnh mày chành bành chài bài một chỗ luôn, nắm đầu quýnh binh binh bây giờ nè. 268 nè, vô chưa trời. À Nguyễn Giang nè. 26 80, giờ thấy có Nguyễn Giang thôi à. Với chị Phương Lê nè, chị kia nó đọc tên tao rồi, bây giờ nó chạy bẹt bẹt nó không thấy đâu rồi. Rồi chốt em 6.3 nè, xem 1 triệu nè. Phoenix Phạm giùm tôi nè. Ok gái nè, xem 1 triệu nè. Bạn bên kia không có nhảy không gửi hình được rồi, bạn bên kia ơi. Rồi 9 giờ xuống. À, mai tiếp, mai tiếp, mai tiếp. Mai chưa tiếp, vào chừng nào có vàng 18 hay tôi mới lên 18 9 giờ rưỡi cho mấy bà. Ha. Dạ. Mày hoài đi, rồi mày hoài gì đi rồi sao mấy chị? Bà có nào gần gần chặn đường quýnh con dẻo cho rồi đi. À lúc chiều chưa bạn nào. Ê Duyên ơi, coi tình yêu Thúy Phạm này Duyên ơi. À về rồi. Ngày mai lên cho mấy chị tầm khoảng 500 món sòn mới về bán giá rẻ. Thị trường bán 70 bán 40 à. Đó, bán vậy đó mấy chị. Nhìn vô sẽ biết. Nói trước nha, tống trắng phiếu như Ngọc Trinh. Trắng hơn kem trộn đó mấy chị. Đó là hiểu rồi nha mấy chị. Bây giờ em mấy chị. No, mau chốt đó. Ủa làm gì đâu chốt. Bây giờ chỉ có nhiệm vụ live stream thôi. Rồi chốt cho đi đó. Nhẫn đẹp luôn, mà em sale cho 1.2 triệu. Nhẫn đẹp sale cho 1.2 triệu. Mấy chị bữa hộ mấy chị nhớ Sài Gòn 180 món không? Lắc ta bán 150, tôi bán 90, người ta bán 90, tôi bán 45 á. Mấy chị có tin là em không còn một cái lắc nào hết không? 10 cái lắc là sạch sành xanh luôn, dòng gì không còn hết. Bơm mấy cái đồ nhỏ nhỏ thôi là bị bơm 30 món ngôi chiều. Như quận đi quận về là 180 món. Sòn đó, em bán kinh ghê chưa mấy chị? 6.520.000. 6.520 lên. Ha. Ờ, cái mày Vinh làm ở TV chi nhánh 2. Vinh chưa có đi dặm lại á, đáng lẽ là phải có cuộc hẹn dặm á nhưng mà không có thời gian mấy chị. Cái môi người ta cũng chưa dặm lại, cái lông mày cũng dặm lại nhưng mà chị em không có thời gian. 6.520.000 đi ở bao đẹp. À 6.520. À cũng 6.3 người ta mua gọi ơi nó nghe nè. Hai cái món này ta dồ vô người ta muốn sẵn ba lơn luôn. Rồi thôi nó đứng thôi mấy chị ơi, dẻo nó đứng thôi, ngày mai lên nha. Ngày mai lên đồ ý đẹp như sòn, tất cả học nhân tạo luxury, mẫu bi hàng tiện. Rồi bye bye mấy chị, mai tiếp tục, bye bye. Cảm ơn mấy chị đã ủng hộ, love you, love you. Bye bye mấy chị ơi.